Em có thể đẩy xích bảnh để cho có chỗ thảy đồ ra được không? Được. Ê, đừng đừng nha. Đẩy anh đi. Đẩy cái nó đi làm nó bị mắc đèn của tôi rồi bà. Qua đây. Đó. Đồ lẻ. À, cái đèn ngoài đó xích vô giùm chứ tí ra đi. Được chưa? Cái chiếc mụn cái nữa. Hay đó. Được cho hả? Nè. Bá tàn á. Một chiếc 0402. Mở lên rồi. Trời ơi, hello mấy bà nha. Hello mọi người. Hôm nay có vẻ như là còn một hai like cuối nữa thôi mấy bà ơi. Rồi nên hôm nay em sẽ tặng nha. Tặng thôi thật sự. Chứ bán gì nữa chứ gần hết hàng rồi mấy bà. Hello nhi, hello mọi người. Em chỉ tặng thôi nha. Em thường hay không thấy comment hả? Chấm bài vô mấy tình yêu. Không thấy comment thì phải chấm bài thiệt là nhiều vô giùm em nha. Rồi, hello mọi người và xem like chia sẻ lên giùm em nha. Chia sẻ nhiệt tình lên nha mấy bà ơi. Nói chung là gần những like cuối em chỉ tặng cho mọi người rất nhiều luôn á. Rồi, ừ đúng rồi, chia vì chú có nhận được á em. Rồi, chia sẻ lên giúp em nha mọi người. Hello mọi người. Rồi mọi người ơi, giờ xem like thấy em cho em xin một lượt thích bay nha mấy chị yêu. Một lượt thả tim hay là một lượt chia sẻ nha. Nói chung là bây giờ không còn bán hàng gì nữa đâu mấy bà. Nói chung là vô xem like của tôi thì tôi tương tác với tôi thì tôi nhận tặng quà cho mấy bà thôi. Chứ buôn bán gì tầm này nữa mấy bà ơi, gần Tết rồi. Hello mọi người, vô đi mọi người, chia sẻ lên giùm em nha. Chốt sao vậy chị, gọi hay nhắn tin hả? Em ơi, có đơn thì nhắn tin vô bay giùm chị số điện thoại địa chỉ nha. Em là bên chị đi đơn, không có gọi điện em ơi. Trừ khi mà những bạn mà không có địa chỉ bên chị mới gọi điện xin địa chỉ thôi. Còn nếu mà có bên chị đi đơn luôn á. Rồi chia sẻ mạnh lên nha mấy bà ơi. Hello. Hello mọi người. Đơn bên em thì đang làm nha mấy bà. Nhân viên bên em đang làm đơn nha. Bà nào mà đã được gửi bill là đi đơn rồi nha mấy bà. Còn chưa gửi bill là bên em đang vẫn tiếp tục làm á. Bà chờ giùm tôi ha. Set em mặc 65 nghìn nha mấy chị ơi, 101, 120 em sale 65 nghìn luôn. Sale thôi chứ giờ này là không còn bán gì nữa mấy bà ơi, lỗ lắm nên sale cho mấy bà luôn nha. Rồi, vô luôn nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ mạnh lên nha. Cái túi em mang á, bà nào mà có bà nào mà chưa chốt chưa? Chưa chốt được cái túi mini này chưa mấy bà? Thấy cưng quá à. Em bán có 39 ngàn không mấy chị yêu. Như Ngọc ơi, ngày mai em ghé lấy nha, ngày mai em ghé nha Như Ngọc. Hello mọi người, rồi chia sẻ nha. Hello Nguyễn Nhi, hello mọi người nè. Rồi mấy bà ơi, và xem like cho em xin một lượt thả tim với lại một lượt chia sẻ nha mấy bà ơi. Phải chia sẻ, đẩy mạnh view lên giúp em nha mấy bà. Phải chấm comment, chấm liên tục giùm em để không bị ẩn comment nha. Thật sự hôm nay tặng quà cho mấy bà rất là nhiều. Đó nên phải tương tác nhiệt tình lên chứ với em nha. Ok, rồi mình comment mã giùm em là túi ngọc đen 39k. Cái này là áo, không phải áo em đang mặc đâu mấy chị. Em bán cả set luôn mấy chị ơi. Một quần legging thái giùm em. Và một cái áo thun phông rộng 65 nghìn set. Comment mã là set gấu dâu 65 giùm em nha mấy chị yêu. Set gấu dâu 65 là có đơn nha. Còn lấy túi thì comment mã là túi ngọc giùm em 39 ngàn. Rồi giờ vô luôn nha. Giờ vô luôn nha, em tặng quà nha. Túi ngọc thì comment mã là túi ngọc giùm em 39 ngàn. Còn cái set em mặc 101, em sale cho 165 mà. Hair lên thì báo em nha mấy chị. Sale gần bằng nửa giá luôn á mấy bà. Rẻ cỏ đó, rồi gì nữa. Rồi vô luôn, chia sẻ mạnh tay lên nha. Hôm nay tặng quà rất nhiều nha mấy bà ơi. Tặng cho mấy bà cực kỳ nhiều luôn. Chia sẻ mạnh tay lên giùm em. Chơi lấy ba set em đang mặc đủ màu nha. Chơi Giang Nhi Nhi nè. Chơi ơi, khách mới lên giùm em số nội nha chứ yêu ơi. Chơi ơi, khách mới lên giùm em số nội còn nhiều. Chơi ơi, khách mới lên giùm em số nội nha chơi. Có số nội mới để đơn được á. Rồi chia sẻ mạnh lên nha, đọc đi em. Đọc đi. Hello, chia sẻ mạnh lên đi mấy tình yêu ơi, chia sẻ mạnh lên cho em. Hôm nay tặng quà rất là nhiều nha mấy bà ơi. Gần cuối năm rồi em sẽ tặng rất là nhiều. Rồi, chia sẻ mạnh lên nha, chấm bài tương tác nhiệt tình lên nha mấy bà nha. Rồi, bà nào chốt gì thì comment nhân viên em đọc một lượt nha. Còn rất là nhiều mẫu lẻ em sẽ tặng hết cho mọi người nha. Rồi. Thế này 130. Em sẽ tặng cho mọi người với giá là 40.000. Comment liền cho em mã là xích trắng 40k nha mấy chị. 130 em tặng 40.000. 130 em tặng 40.
Dạ chứ gian như em không thấy số điện thoại của chứ ấy nữa, chứ nhắn tin liền cho em nha chứ yêu, nhắn tin liền giùm em vô bay cái số điện thoại địa chỉ nha chứ yêu ơi. Rồi mình comment mã là xích trắng cộng 40k giùm em nha mấy chị ơi, xích trắng cộng 40k giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi chốt mã xích trắng cộng 40 giùm em. 1 2 3 4 5, 5 set em tặng cho mọi người 5 set nha, giá 40.000. Túi ngọc đen cho Mai Thoa, Giang Nhi Nhi 3 set đang mặc. Túi ngọc 39 cho Nguyễn Nhi, túi ngọc 39 cho Luyến Lâm. Ôi xuất sắc quá mấy bà ơi. Rồi comment liền cho em mã là set xám nha, sale cho mọi người 40 luôn. Set xám giùm em nha mấy chị yêu, 40.000 nha mấy chị, rất là xịn luôn. Set xám giùm em 40. Xét trắng cho Triệu Thanh Hương, xét trắng cho Giang Nhi Nhi, xét trắng cho Ngọc Anh Trương, xét trắng cho Linh Hà, xét trắng cho Thanh Tâm. Đẹp quá, mọi người ơi, comment mã là xét trắng giùm em nha. Xét này bán 200 mốt, em sẽ cho 19.000 hai món. Một cái hoodie giùm em nha, hàng này hàng xịn, không phải hàng thường. Một cái hoodie và một cái quần ống rộng giùm em. Comment mã là xét trắng giùm em 99.000. Hàng này 100 mấy đến 200 mấy mấy bà ơi, 200 mốt hay sao á. 200 mốt em sẽ sale cho mọi người 99.000, comment mã là xét trắng 99 giùm em nha mấy chị. Túi ngọc đen 39 cho Thanh Trúc, xét sáng 40 cho Linh Linh. Đẹp quá. Rồi comment mã là gấu dâu giùm em, sale cho mọi người 35.000. Comment mã là gấu dâu sale 35 nha mấy chị ơi, hàng xịn giùm em. Gấu dâu em sale cho mọi người 35.000, vải đúng đẹp luôn á. Gấu dâu giùm em sale 35. Lấy em thêm một túi ngọc 39 nữa, ok Mai Hoa. Cái set em mặc đẹp quá mấy bà, đẹp giả mang luôn. Em còn có ba màu, đúng ba màu luôn. Màu mà em đang mặc là màu trắng nè, màu đen và màu hồng nha mấy chị. 65.000 luôn, 101 sale 65.000, mình lên đơn báo em liền. Trắng em còn hai set, còn hồng với lại đen em còn hồng với đen còn một nha mấy bà, đẹp quá luôn á, xuất sắc lắm mấy bà ơi. Gấu nhau của nó in siêu nét luôn á, form này mặc rất là thoải mái, cưng lắm nha, mình lên liền cho em. Dạ ok chứ Giang Nhi nè, ok. Rồi ok nha mọi người, lên liền giùm em mã là set trắng đen và hồng nha mấy bà ơi, mặc cực kỳ thoải mái luôn, rất là cưng. Set này tới 100 mấy là em sale luôn, 65. Mình lấy thì báo em lên kèm màu nha mấy chị. Rồi cái set này xếp 3 món mấy bà ơi, xếp 3 món giùm em nha. Ôi set này 180.000, em sale cho mọi người luôn, hàng thiêu luôn, sale cho mọi người 89.000 3 món. Còn em mã là set 3 món 89k, xuất sắc lắm, set 3 món giùm em nha, 89.000. Chữ là chữ thiêu nha mấy bà ơi, hàng vải đúng đẹp luôn á. Set 3 món giùm em 89k nha mấy chị, set 3 món 89 giùm em. Xếp 3 món 89. Nói chung là vừa bán vừa tặng luôn cho hết hàng, chứ thật sự cái giá này nó quá rẻ rồi mấy bà ơi, không còn bán nữa mà làm xả mà bán luôn. Nói chung là vừa xả mà vừa tặng luôn á mấy bà. Rồi ok chốt liền giùm em nha. Váy xanh giùm em 40.000, váy xanh giùm em nha 40. Rồi chốt mã váy xanh 40 giùm em nha mấy chị ơi. BOI mà chưa gửi đơn là em chưa đi nha mấy bà, đơn đang làm nha mấy bà, chờ giùm em nha. Rồi váy xanh giùm em 40.000 nha mấy chị, váy xanh 40. Rồi chốt liền giùm em, mọi người chốt kèm giá mới có đơn nha, không có giá không kèm giá không có lên đơn nha mấy bà. Rồi mình chốt liền giùm em mã là khoác dù nha mấy chị, khoác dù giùm em nha, 50k hai lớp, khoác dù 50 hai lớp giùm em. Ok Diệu My nè, ok chị biết rồi em, xuống like mới chết được nha. Rồi chia sẻ mạnh lên nha mấy bà ơi, phải chia sẻ mạnh lên giùm em nha, hôm nay rất là nhiều món em muốn tặng cho mọi người á. Rồi comment liền cho em mã là gấu dâu giùm em, xem mọi người 35. Gấu dâu giùm em nha, sale 35. Tắt ở ngoài sau là 5 đôi 35.000 nha mấy bà, 5 đôi 35.000 giùm em nha, tắt cao nha mấy bà ơi, hàng rất là xịn. Rồi mình chốt liền giùm em mã là gấu dâu 35k, gấu dâu 35 giùm em, có 3 con gấu dâu 35, khách mới lên kèm số nội là có đơn. Khách dù cho xe chu ly. Rồi gấu dâu 35 đọc luôn nha, gấu dâu 35 cho Mỹ Huyền. Rồi xếp xám giùm em nha mấy bà, 60k xếp xám giùm em, 60 xám 60 giùm em, hàng không đẹp không bán nha mấy bà. Xám 60 giùm em, tương tác nhiệt tình lên. Xám gấu dâu 35 cho Bảo nè, gấu dâu 35 cho Trần Thị Như Ý. Rồi đỏ giùm em 39.000 xếp, xếp đỏ 39.000 nha mấy bà, xếp đỏ 39 giùm em nha, chắc coi giãn giùm em luôn, xếp đỏ giùm em 39.000. Rồi chốt mã xếp đỏ giùm em 39k, xếp đỏ 39, xếp đỏ 39 giùm tắt em. Tắt 5 đôi 35 cho Linh Linh. Rồi 60 cho Giao Giao. Xếp riêu 39, đỏ 39 riêu 39 giùm em nha mấy chị, đỏ 39 riêu 39 giùm em, đỏ 39 riêu 39 nha. Rồi comment mã giùm em là zoom nha mấy chị, zoom giùm em 39.000 luôn, zoom nha mấy chị ơi, zoom giùm em nha 39k. Chốt mã zoom giùm em 39.000, zoom 39 giùm em là có đơn nha mấy chị, zoom 39, zoom 39 giùm em. Ok chốt con này là hồng giùm em nha chị, 45
hồng giùm em nha, thông 31 5 8 45, comment mã hồng 45, hồng 45 nha mấy chị ơi, hồng 45. Rồi comment mã giùm em là cam sale 35, comment mã là thun nỉ cam giùm em sale 35, nỉ cam 35, nỉ cam 35, hồng 45, hồng 45 cho Kim Yến. Rồi nâu giùm em 45, nâu luôn nha mấy chị, nâu 45 giùm em, nâu 45, cam 35. Sếp chị đang mặc áo màu đen, quần màu gì hả, quần màu hồng em, ủa quần màu đỏ, quần màu đỏ nha. Trời ơi, cái mấy cái sếp này đẹp lắm mấy bà ơi. Giang Duy Như chị ơi, chốt mã kèm giá giùm em nha chị ơi, không có kèm giá em không có lên đơn được. Rồi mọi người, cái set này nó thật sự rất là đẹp luôn mấy bà, cực kỳ xịn nha. Rồi chốt liền giùm em mã là set đen nha mấy chị, set đen giùm em. Nỉ cam 35 cho Ngọc Huỳnh. Rồi ok, một set chị mặc cho Thanh Ngân ok em. Xuất sắc luôn á, thấy em nha Khánh Duy ơi, thấy em. Đẹp quá mấy bà ơi, xuất sắc vô, comment mã là nu giùm em sale 29 nha, nu 29 giùm em. Nu 29. Rồi con quần đen này sale cho mọi người 29, comment mã là quần đen giùm em 29 kìa. Mã là quần đen 29 con thôi mấy bà ơi, quần đen 29 nha. Phía sau là chun cho em, phía trước là cạp nha, rất là xịn. Quần 29 giùm em. Chị còn tách xếp, chị còn tách xếp nha Thanh Ngân, là chị còn thích tách xếp nha em. Rồi con này là nu, quần 29 cho Mỹ Huyền. Rồi quần nu giùm em 29 luôn nha mấy bà, quần nu 29 giùm em. Bây giờ là chỉ còn tặng thôi đó mấy bà ơi, tặng cái giá này quá rẻ luôn, nó không còn bán nữa đâu. Cuối năm rồi không còn hàng để bán luôn á. Rồi em lên mẫu gì mọi người chốt kèm giá giùm em nha. Khách mới nhớ là kèm giá, kèm số điện thoại mới có đơn nha. Không kèm số điện thoại là không có đơn nha mấy bà ơi. Thanh Ngân nhắn tin cho chị đi em ơi, tách xếp thì nhắn tin cho chị nha. Rồi mấy bà, khách mới không có số điện thoại tôi không có lên đơn được nha mấy bà ơi. Quần nu 29 cho Mai Thoa. Rồi chốt mã là quần đen giùm em 29 luôn. Quần đen giùm em nha 29 kìa. Quần đen 29 nè. Quần trắng giùm em 29 luôn. Quần trắng này còn 2 con. Quần trắng này em còn 2, comment mã là quần trắng 29. Quần trắng 29 nha mấy bà. Mỹ Huyền ok em. Rồi quần trắng, quần đen 29 cho Kim Cẩm, Kim Cẩm nè. Rồi quần trắng 29 cho Chinh Chinh, quần trắng 29 cho chị Thanh Hương. Rồi comment mã là set hồng giùm em 45, set này hôm qua bán 99.000 mấy bà. Rồi chốt mã set hồng giùm em nha 45. Set hồng 45 lên liền nha, set hồng 45. Set hồng 45. Rồi comment mã là siêu VIP giùm em được không, 45k, trời ơi quá trời đỉnh luôn á. Set hồng cho Bảo Na, set hồng cho Bảo Na. Trời ơi cái set này quá trời xuất sắc luôn mấy bà, comment mã là siêu VIP giùm em nha. Siêu VIP nha mấy bà ơi, hàng rất là xịn luôn. Siêu VIP giùm em 45. Chốt mã siêu VIP 45 mới có đơn đúng mã giùm em nha mấy chị. Siêu VIP giùm em nha 45, mã siêu VIP mới có đơn nha. Trời ơi hai set này nè. Mấy bà comment lại là em là set hồng 45 nha chị. Set hồng 45 giùm em đi mấy chị ơi. Quá là xịn luôn á. Chỉnh kia thạch kim ngăn lên, chốt cái set gì vậy em? Trời ơi đẹp quá. Set hồng giùm em 45, cái set này hôm qua bán cực kỳ hot luôn nè. Xịn chưa? Gấu dâu 35 còn không? Gấu dâu 35 chị hot rồi, trời mọi người. Chốt liền giùm em khá được không? Đẹp xuất sắc luôn, set hồng giùm em 45. Set hồng 45 cho thạch kim ngăn nè. Luyến 5 cho set hồng 45 nè. Rồi ok, giảm sale cái váy này nữa là hết hàng luôn nha mấy bà. Bán từ 200 mấy mà giờ em sẽ dùng người 99k chỉ ngày hôm nay thôi nha. 200 mấy xuống còn 180, 150. Và chốt cho mọi người với giá là, chốt cho mọi người với cái giá là giá sốc, giá cuối cùng luôn, là em lỗ hơn phân nửa giá luôn, 99.000 dùm em nha. Đó, mấy bà nhất định phải có một trong hai cái màu này dùm em nha mấy bà, cực kỳ xịn luôn mấy bà ơi, đỉnh dữ lắm. Rồi mình chốt con này á, mình mặc xong đợt tết là mình cắt lại dùm em nha, tới đám cưới mình mang ra mặc dùm em nha mấy chị. Đi đám cưới hai mấy bà ơi, đem ra mặc dùm em nha mấy bà ơi. Chốt màu kèm màu dùm em có màu đen với lại màu đỏ nha, 99k. Trời ơi cái form của nó đúng sang luôn á mấy chị, đầm nhung dùm em nha, cái này là đầm thiết kế, đầm cao cấp dùm em nha, có khóa kéo dùm em nha mấy chị ơi. Nhìn cái nơ của nó nè mấy bà ơi, nhìn là biết hàng thiết kế liền rồi đó mấy bà, rất là xịn. Rồi mình chốt liền dùm em con này là đỏ, đỏ hoặc là đen nha mấy chị, kèm màu dùm em đỏ và đen nha, 99k. Đỏ và đen dùm em nha mấy chị ơi, em còn 2 đen 4 đỏ nha mấy chị, lên liền dùm em 2 đen 4 đỏ. Ai có comment trước thì mình có đơn nha. 2 đen 4 đỏ nha mấy chị ơi, màu đen này tao nói, màu đen này á mình không cần mặc tết luôn, mình mặc thường ngày cũng được mấy bà, mình đi ăn buổi tối hoặc là mình đi mấy cái sự kiện á mấy bà cũng đẹp nữa. Thật sự cái màu đen này nó rất là sang, 99k em hết hàng luôn nha. Chỉ chốt một đợt duy nhất thôi, màu đen này cháo quá. Màu đen này rất là xinh nhưng mà linh lai nó hơi cháo. À mọi người, bên trong nó sẽ có cho mình một cái lớp quần nữa mấy bà ơi, cực kỳ xịn cho em luôn nha mấy bà. Rồi còn 2 đen 4 đỏ em chốt cho mọi người với giá 99.000 là hết hàng nha. 2 đen 4 đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi 2 đen 4 đỏ nè, đập đi.
Đen 99 cho Thanh Thúy, đỏ 99 cho Két Em Miu, đầm đỏ 99 cho Bùi Trần Mỹ Tâm, đầm nhung 99 cho Mai Thoa, váy đỏ 99 cho Nguyễn Thị Kim Ngân, đỏ 99 cho Ngọc Hanh, đỏ 99 cho Trinh Trinh. Rồi mọi người cứ chốt liền giùm em nha, đỏ giùm em 99. Đọc đi. Không kìa, tốt lên không hạnh. Từ không hạnh. Vừa thôi, để mất công hết. Wow, bán nhiêu trời. 99.000 phải không? Em bán cho mọi người tặng mọi người giá là 49 nha. Trời ơi, hàng không đẹp không bán luôn á. Nè, của nó là tẻ vậy nha mấy bà. Trời ơi, cầm em mã là set hồng giúp em 49.000 đi mấy chị yêu. Không đẹp cho mấy chị trả hàng luôn, hàng rất là xịn luôn mấy bà. Ôi, đẹp quá. Set hồng giùm em nha mấy chị, 49k nhìn cái set nè trời. Nhìn set này đỉnh chưa? Set hồng giùm em nha, 49.000, hôm nay sale 49 luôn, còn 2 set thôi mấy chị. Còn 2 set thôi, thật sự rất là xịn. Nè, cái vải của nó nè mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn á, 40-58 cái quay đầu giùm em nha. Set hồng giùm em 49 nè. Set hồng 49 cho Luyến Lùng nè. Set hồng 49 cho Thạch Kim Ngân. Thạch Kim Ngân khách mới lên kèm số điện thoại giùm em nha. Thạch Kim Ngân khách mới lên kèm số điện thoại giùm em nha chị yêu. Rồi, nhanh luôn nha mấy bà, sale lỗ luôn. Trời ơi, cái set trắng này, tao nói đỉnh chưa? Hết hồng, mấy chị đổi qua trắng giùm em nha mấy chị ơi. Hàng không đẹp không bao giờ em bán luôn á nè. Rồi, chốt liền giùm em, mã là set trắng nha mấy chị. Set này 55. Set này 55 tại vì hàng của nó là hàng Thái nha mấy chị ơi, hàng đúng đẹp luôn á. Set này 55 giùm em nha. Trời ơi, chốt mã giùm em là set trắng 55 nha mấy chị. Set trắng giùm em 55k nha, hàng này là hàng Thái nha mấy chị. Hàng này tới 120 lận, không phải như cái set hồng nãy có 100. Cái này tới 120 lận nha mấy chị. Set trắng giùm em 55.000 mới có đơn nha mấy chị. Em còn có 3 set thôi, đúng 3 set là em hết hàng nha mấy chị ơi. Set trắng giùm em 55, cái này người ta đang bán 150 nè mấy chị ơi. Em bán 55.000 nha. Duy nhất line này luôn nha mấy chị ơi. Mấy set trắng giùm em. Chính cho Hồng Hạnh. Set trắng giùm em nha 55. Được 3 set. Chốt đi. 3 set trắng. Rồi, set trắng 55. Vải đúng xịn luôn á. Trời ơi, cầm cái vải là thích ngay luôn mấy bà ơi. Logo của nó là logo thiêu luôn mấy bà. Cực kỳ đỉnh luôn nha. Rồi, mình lên liền giùm em con này là set polo nha mấy chị, set polo. 120 em xe cho mọi người với giá là 55.000 luôn trời ơi. Bán cái giá gì mà nó siêu yêu luôn mấy bà. Vậy mà mấy bà còn không ủng hộ em nữa. Đó, lỗ cả lỗ em vẫn chơi nha mấy bà. Đó, lỗ em vẫn chơi nha, đây. Mickey thiêu luôn mới ghê. Chốt mã giùm em là set polo nha mấy chị yêu. Trời ơi, đẹp quá. Ôi, chốt mã set polo giùm em 55k nha mấy chị. 120 sale 55 luôn, quá trời chơi lớn rồi. Trời ơi, 120 sale 55 luôn, chơi lớn thiệt á. Mickey thiêu luôn mấy bà, thấy cưng quá trời vậy. Set trắng giùm em, set polo 55, còn được 3 à mấy chị yêu. Set polo giùm em 55, em có 3 thôi à. Set trắng 55 cho Thanh Ngân, set trắng 55 cho Thị Thảo, set trắng 55 cho bé Vy. Polo còn 3. Polo em còn 3 nha mấy chị yêu ơi. Rồi, mấy này còn 1 thôi nè, mẫu còn 1 nha. Mấy này mẫu còn 1 em dơ lên liền, ưng màu nào chốt ngay nha mấy chị. Cái set hồng này size 65 là hết hàng luôn á mấy chị ơi, lên liền giùm em đi. Hồng giùm em 65 nha, set hồng này quá trời baby vậy, quá trời thấy cưng mà. Gấu dâu nữa mà hồng nữa mấy bà ơi, còn gì thấy cưng bằng nữa. Hồng giùm em nha 65, đen giùm em 65 và trắng em mặc luôn nha mấy chị, size 65 luôn. Hồng trắng đen giùm em 65k nha. Set polo 55 cho Mỹ Tuyền. Hồng trắng đen 65 giúp set em. Set polo cho Kim Hà Trần, set polo cho Thanh Ngân. Quá trời vậy. Trời ơi, set này size 60 nha, lên liền nha mấy bà. Tới 100 mấy lần á. Cho máy sẽ 60 đó, cầm mấy mã set gấu đen giùm em 60. Gấu đen một set cuối cùng luôn, gấu đen 60. Hàng này không có đâu, không có mà bán 60.000 đâu. Dạ set trắng em hết là chị Tiên Phạm ơi. Rồi set cargo giùm em nha mấy chị yêu. Trời ơi mấy cái nơ của nó là thấy cưng dữ luôn á, 60 nha. Comment liền cho em mã là set cargo nha mấy chị, 60 nha, hàng rất là xịn. Mấy bà ơi, set này 100 mấy không thôi, không có bao giờ có giá vài chục đâu. Lên lên liền giùm em nha. Set cargo giùm em nha mấy chị, 60.000 luôn, quá xịn. Rồi, set cargo 60. Mới bao nhiêu đâu nè. Trời ơi, giờ phải lên cái giớ này nè mấy bà ơi, phải lên rồi. Rồi, rồi lên luôn nha. 5 đôi khác nhau giùm em nha mấy chị ơi. Rồi, một đôi thị trường đang bán 30.000 luôn. Em chốt cho mình hẳn 5 đôi luôn, 35.000 nha mấy chị. 5 đôi 35.000 luôn mấy bà ơi. Đây, bà nào mà bán shop á mua đi về rất là tiện luôn. Nó có tặng kèm cái móc luôn mấy bà. Chỉ cần việc treo lên shop mà bán thôi nha mấy bà.
5 đôi 35k, mình comment mã là 5 đôi vớ 35.000 giùm em nha mấy chị ơi. Hàng không đẹp trả hàng giùm em đi bà, nhìn chất lượng vậy nói bà. Một đôi ra shop mua bao nhiêu? 30.000. Giờ chốt trên live giùm em 5 đôi có 35k thôi mấy bà ơi. Nó rẻ chấn động luôn á, thật sự. Em bán là lời mỗi cái tình cảm với mọi người luôn á. Làm gì mà có cái giá vậy mà rẻ vậy đúng không mọi người? Mình lên đơn liền giùm em nha mấy bà ơi. Trời ơi, con nhỏ này vui gì. Rồi chút liền giùm em 5 đôi nha mấy bà ơi. Nhân viên em nó lấy mỗi đứa mang đôi mấy bà. Đó, bây giờ nó đang mang luôn mấy bà ơi. Cực kỳ đỉnh nha. 5 đôi 35k thôi mấy bà ơi. Thật sự nó quá VIP luôn mấy bà, nhìn cái chất của nó nè. Em không có điều đâu, 5 đôi em chọn với mấy bà 5 đôi khác nhau nha. Đó, tắc này của nó là tắc cao nha mấy bà. Mang lên á, một đôi giày nó sẽ bị bít ngang đây nha mấy bà. Mấy bà chỉ thấy được cái phần ở trên này thôi nha. Thật sự nó rất là xịn mấy bà. Rồi mình lên liền giùm em set 5 đôi tắc 35k nha mấy chị yêu. Màu nào cũng đẹp hết đó mấy bà ơi. Đỉnh chưa, 5 đôi mà có 35k thôi mấy bà. Rẻ xỉu luôn á. Đẹp không mà mấy bà. Thật sự quá rẻ luôn á, lời mỏi cái tình cảm không. Mọi người lên đơn đi. Vớ 5 đôi cho Mai Hương. Vớ 5 đôi cho Bina. Rất là xỉu. Vớ 5 đôi cho Thư Thư. Xét vớ cho Thanh Ngân. 5 đôi vớ cho Thạch Thị Kim Ngân. Ủa Thạch Kim Ngân chứ. Nó chơi rẻ luôn á. Có màu đen, không có màu đen chị ơi, không có màu đen. Ở cái này còn nhiều không, còn được nhiêu nè. Trời ơi, lại siêu phẩm nữa rồi. 130k sale luôn. 55.000 nha mấy bà. 130 sale 55. 130 sale 55 luôn. Không còn gì nữa. 5 đôi vớ cho Thị Thảo. Thanh Trúc vớ 5 đôi. Kim Thúy Huyền xét 5 đôi. Trời ơi, lại chấn động nữa rồi. Ủa nói vậy luôn nè mấy bà. Trời ơi, hàng thung thái luôn mấy bà ơi. Đúng xịn luôn á, thung thái luôn mới đúng ghê. 130 xe cho người 55 nha. Một cái quần legging kèm một cái áo giùm em nha. Trời ơi, thấy cưng chưa? Comment mã giùm em là set be. Set be giùm em hoặc là set xanh đen nha mấy chị. Be hoặc xanh đen giùm em. 55.000 luôn mấy chị yêu ơi, quá trời rẻ rồi. Thôi thử nó quá rẻ luôn á. Lô Thanh Ngân ơi, chứ gửi cho. Chứ gửi ảnh cho. Chứ gửi video cho em xem. Set be và set xanh đen giùm em nha mấy chị ơi. Thun của nó là thun thái nha mấy chị. Thun thái giùm em nha. Cực kỳ xịn luôn. Mình lên liền giùm em là set be hoặc là set xanh đen giùm em nha mấy chị. Trời ơi, cái set này tao nói mặc lên đúng xinh luôn mấy bà. Giờ không lẽ thay ra chứ nó đúng xịn luôn á nè. Nó có nó khoanh nó xẻ bên đây nè mấy bà ơi. Tạo điểm nhấn giả mang luôn á. Đây cái quần của nó thì ôm lắm nha mấy bà, mặc lên ôm lắm nha. Cực kỳ xịn. Đó, rất là xinh. Mặc lên nó sẽ dậy cho em nha. Kiểu như cái quần em đang mặc đó mấy bà. Đó, nó sẽ ôm tới đây giùm em nha, rất là xịn. Form từ 40-58 kia quay lại giùm em đây. Cái form của nó nè, đúng xịn luôn á. Ôi ôi, cái hình linh của nó nè, đúng nét luôn mấy bà ơi. Chốt liền giùm em mã là set be và set xanh đen nha. Thông thái nè, đúng xịn luôn. Cái màu be này quá trời. Cái màu be này quá trời đẹp mấy bà ơi, nhìn chắc nè. Như hàng 200 mấy chưa? Như hàng 200 mấy chưa mấy bà ơi? Đúng xịn luôn á nè. Chuẩn từng đường kim mỗi chỉ, không hề có một cái vết chỉ thừa luôn á bà. Cái vải nó đúng đẹp nha mấy bà ơi. Cái vải của nó như hàng gì ta, hàng Quảng Châu mà 200 mấy một set đó mấy bà. Phải nói là cái vải này đúng đẹp luôn nha mấy bà ơi. 130 hôm nay tại cái line này luôn, còn có mấy set là sale hết luôn nha mấy bà ơi. Sale hết để chống kho luôn, 55.000 luôn nha. Mình lên liền cho em màu be và màu xanh đen giùm em kèm 55k nha mấy chị yêu ơi, rất là rẻ luôn á. Chốt cái set này về mặt bao thoải mái giùm em nha mấy chị. Rồi, mình chốt đi, mình cầm em một lần thôi là tí nhân viên em nó đọc rồi mấy bà ơi. Hàng nè, phải nói là chuẩn luôn á bà ơi, chuẩn xịn luôn á. Lấy đồ cái gì chứ? Tên gì ạ? Kim Thư. Rồi, mình chốt liền giùm em nha, là set đen, set xanh đen hoặc là set be giùm em nha mấy chị. 55k, đọc đi em. Set xanh đen cho Ngọc Kim. Set xanh đen cho Hình Như. Quá đẹp. Set be cho Thư Em. Set be cho Tiên Phạm. Set be cho Siêu Thôn. Set be cho Thư Thường. Set be cho Thánh Gì. Ôi, comment liền cho em nha mấy chị yêu ơi. Có một set cuối cùng luôn á. Set gấu nâu giùm em nha, 60.000. Làm sale lỗ sắp mặt luôn, không còn đường mà nói luôn á. Rồi mình lên liền giùm em mã là set gấu giùm em nha mấy chị. Set gấu giùm em luôn 60k nha. Set gấu 60 giùm em. Gấu nâu 60 cho Thanh Tâm. Rồi, comment mã giùm em là set cargo sale 45 nha mấy bà. Sale bán hỏi cái tình cảm luôn á. Rồi, rồi lên liền giùm em mã là set cargo 45k nha mấy chị yêu. Set cargo 45 giùm em. Vải nè, siêu đẹp luôn, có set rồi. Set cargo 45. Rồi,
Rồi comment mã là zoom giùm em mấy chị 39 ta. Mặc lên nó sẽ dạy nha mấy bà, mặc lên nó sẽ dạy cho em nha. Đó rất là xịn luôn. Zoom giùm em 39.000 là có đơn. Zoom 39 giùm em nha. Rồi, hôm nay Chicago 45 cho Bảo nè. Rồi hôm nay là ngày cuối cùng em bán cái áo này luôn nha mấy bà. Ngày cuối cùng em bán nha là mấy bà sẽ không còn gặp lại trên cái livestream của em nữa nha mấy bà ơi, tại vì cháy hàng quá. Sỉ nó chốt không kịp luôn mấy bà. Từ 200 mấy mà bây giờ em sale cho mọi người còn có 101 mấy bà nhìn xem ẩn chất rồi hả, chốt đơn nha. Rồi mình chốt liền giùm em mã là lên sọc 101 thôi mấy bà ơi. Từ 250 mà giờ còn có 101 rồi đó mấy bà ơi. Đó, rồi mình chốt liền giùm em. Đồ vải đúng xịn quá. Nè, mình lên liền cho em mã là lên sọc 101 nha. Không còn gặp lại nữa nha mấy bà ơi. Bây giờ sỉ mà không chốt tại cái line này là hết hàng nha mấy bà. Đó, mình lên liền giùm em mã là lên sọc 101 nha. Hàng 200 mấy mà giờ còn 101 nữa. Mọi người ơi, ở ngoài thị trường á có rất là nhiều loại nha mấy bà. Rất là nhiều loại nha, em thấy có nhiều bạn bán tới 8 mấy ngàn, 9 mấy ngàn nhưng mà không bao giờ được cái chất này nha. Cái này là hàng Quảng Châu, em nhập từ bên Quảng Châu về, không phải là hàng Việt Nam nha mấy bà ơi. Cam kết luôn nha, hàng này rất là xịn nha mấy bà, chuẩn từ đường kim mũi chỉ. Không phải là hàng thường giùm em nha, mình lên liền giùm em mã là lên sọc 101 nha mấy bà ơi. Form từ 40-65kg vừa cho em nha, đây cái chất nè. Co giãn vậy đó mấy bà, mặc lên form rất là đỉnh luôn nha. Rất là chuẩn form, dáng của nó là cổ thuyền nha. Rồi mấy bạn mà bán ghẻ, mấy bạn mà bán áo ghẻ, thật sự cái cổ áo không bao giờ được như vậy đâu mấy bà. Nó sẽ bị trễ vai quá luôn á, thật sự. Em đã từng thấy cái áo này rồi mấy bà ơi. Khách chụp qua em á mấy bà sẽ so sánh được nha, cái hàng của em như thế nào nha mấy bà. Đó, đây, chất của nó đỉnh chưa, thật sự rất là đỉnh luôn, em tự tin bán lắm mấy bà. Hàng này hàng đẹp mà mấy bà. Rồi chốt liền giùm em cái giá cuối cùng là 101 nha mấy bà, là cái giá em lỗ phân nữa nha. Rồi, lên liền giùm em mã lên sọc 101 là mình có đơn mấy chị yêu ơi. Lên sọc 101 giùm em kèm số nội vô khách mới nha. Zoom 39 cho Trần Thị Thanh Tâm. Lên sọc cho Bắp Em. Lên sọc cho Mỹ Tuyền. Lên sọc cho Hồng Phượng. Lên sọc cho Thạch Kim Ngân. Lên sọc cho Thanh Thúy. Lên sọc lấy mấy người bỏ vô. Ôi quá trời đỉnh luôn á, lên sọc. Rồi cái áo này gấu dâu giùm em một ngày cuối cùng luôn, là không còn hàng nữa đâu mấy chị, cứ lên đơn đi. Trời ơi gấu dâu này em bán thật sự mấy trăm con luôn, nó đỉnh giả mang đỉnh luôn. Cái này mặc chung với lại quần legging đen giùm em siêu xinh mấy chị. Rồi lên liền giùm em mã là gấu dâu giùm em bán cho mọi người 35k, ở 39k nha. 39k là cái giá em lỗ phân nửa rồi đó mấy chị ơi. Lên liền giùm em mã là gấu dâu 39 nha. Cái này là giá tặng cho mọi người rất là sốc luôn á. Nè, ok. Minh Phú có lên sọc 101 nè, ok tình yêu có đơn nè. Mẫn Nhi ok em 5 cái. Nó đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Gấu dâu giùm em 39k nha mấy chị. Hàng nhận hàng kiểm tra hàng giùm em không đẹp trả hàng đi. Tại vì bây giờ cái giá này nó quá lỗi so với em luôn. Em nhập 80.000 giờ em bán cho mọi người có 39.000 thôi. Mọi người lỗ phân nửa luôn á. Thôi rồi giờ lên hơn liền giùm em mã là sơ mi gấu dâu. Trời ơi 39.000 nhìn nó form nó xinh nè mấy bà. Form nó xinh nhất nắp luôn. Mít thêm cái quần legging đen á, giống như quần em đang mặc là màu đen á mấy chị. Bao đẹp luôn á thật sự. Gấu dâu giùm em nha 39k, nhìn cái form nè trời. Sao mà đỉnh dữ vậy mấy bà ơi. Cái màu gấu dâu này lên màu trắng sao mà nó xinh ghê luôn á. Mít thêm cái quần legging đen nó là bao đỉnh luôn. Chốt mã giùm em gấu dâu 39k cộng số điện thoại với mấy chị yêu ơi nha. Khách mới lên kèm giùm em cái số điện thoại nha. Quá rẻ, không tưởng tượng được luôn á bà. Nhập 80.000 mà bán cho mọi người có 39.000 thôi, không hiểu lỗ bao nhiêu luôn, không biết lỗ bao nhiêu luôn. Rồi đưa chứ cái chồng set đó rồi con. Quá trời đỉnh luôn á. Trời ơi tập từ từ nha, đợi chứ lên cái. Rồi khách mới nhớ lên kèm giùm em cái số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Đọc một comment một lần thôi mấy chị ơi, có đơn hết à. Đọc đi em. Sơ mi gấu dâu cho NT vàng, gấu dâu 39 cho Mẫn Nhi, gấu dâu 39 cho Diệu Vi, gấu dâu 39 cho Ngọc Huyền, gấu dâu 39 cho Ngọc Linh, gấu dâu 39 cho Chế Lợi, gấu dâu 39 cho Bắp Em, sơ mi gấu dâu 39 cho Bảo Nè, gấu dâu 39 cho Mỹ Duyên, gấu dâu 39 cho Thạch Kim Ngân. Sơ mi gấu 39 cho Linh Hà, gấu dâu 39 cho Thư Em, gấu dâu 39 cho Hà Thu. Hàng 130.000 luôn, giờ sale cho mọi người nhiêu trời, sale cho mọi người nhiêu. Trời ơi, nhức nách thiệt sự luôn á, 55 nha. Nhức nách thiệt sự luôn á. Hàng 150 dám sale, ở 130 dám sale cho mọi người 55k, trời ơi, thung thái luôn mới ghê. Thung thái luôn á mọi người ơi, vải nó đúng xịn luôn. Mình comment mã giùm em là set gấu nha mấy chị yêu, set gấu giùm em 55k, trời ơi, gấu dâu nữa mấy bà ơi, 55.000. 55.000 là lỗ hơn phân nửa luôn mà nó còn gì nữa đâu. Set gấu giùm em có 3 set thôi mấy chị yêu ơi. Có 3 set à. Có 3 set em chốt được 3 set nha mấy chị ơi. Set gấu giùm em 55 nha, hàng đúng đẹp luôn á. Set gấu giùm em 55k. Vải đúng đẹp luôn. Trời ơi,
Rồi comment mã giùm em là set set xanh lá nha mấy chị. Xanh lá giùm em nha. Nè, xanh lá giùm em luôn 55. Quá trời xuất sắc luôn, đọc đi em. Gấu dâu á, ba set à. Set 55 cho Ngăn Ngăn, Be 55 cho Hồng Phượng, set gấu 55 cho Bảo Na. Đẹp quá à. Mình comment mã giùm em là xanh lá mới có đơn nha. Xanh lá giùm em nha mấy chị ơi. Còn được có 4 set xanh lá thôi mấy bà ơi. Xanh lá giúp em nha mấy chị. Rất là tiện luôn mấy bà, thun rất là thun thái luôn á. Xanh lá giùm em nha. Rồi mấy bà đổi qua màu xanh lá giùm em nha. Comment mã là xanh lá mới có đơn nha mấy chị ơi. 55k. Xanh lá giùm em 55 nha. Còn được 4 set, đọc đi em. Xanh lá còn 4 nè. Rồi comment mã đen giùm em còn 1. Đen 1 và sáng 1 nha. Bà nào mà thấy mình comment sau mình đổi qua màu khác liền giùm em. Cái này hết rồi, không có hàng nữa. Xanh lá còn 3 thôi mấy bà ơi. Rất là đỉnh luôn á. Xanh lá 55 cho Thanh Tiền, xanh lá 55 cho Kim Ngân, xanh lá 55 cho Ngọc Anh Trương. Vải của nó là vải Thái luôn mấy bà. Rồi chốt mã giùm em là xám nha. Xám giùm em con này xám nha mấy chị ơi. Vải màu xám đúng đẹp luôn á. Rồi xám giùm em, chốt mã kèm màu giùm em mấy chị ơi. Đừng cầm em gấu dâu hồng gì hết á bà. Chốt mã xám giùm em nha, gấu dâu hồng gì đâu. Chốt mã xám đi. Con này con nào cũng là gấu dâu hồng chân á. Rồi chốt mã xám giùm em nha, màu này màu đen nha mấy chị. Xám. Xám cho bé Tâm nè, ok, xám bé Tâm. Rồi chốt màu này giùm em là đen. Đen nha mấy chị, đen giùm em luôn, có một màu thôi, có một cái thôi. Đen nha mấy chị ơi. Xả lỗ là có ít vậy đó mấy bà, có một cái à thật sự. Rồi màu này giùm em là màu trắng nha mấy chị yêu. Ồ màu trắng này nít nách thiệt á, màu trắng này hơi đẹp nha. Trắng giùm em nha 55. Quá trời đỉnh, 130 mà sale còn 55, bà nào cũng chốt là phí luôn á. Trời ơi, chốt cái set này đi, mặc đường nào cũng đẹp trơn á bà, yên tâm. Nha, lên liền giùm em con này là đen à, trắng giùm em nha mấy chị, trắng giùm em luôn 55. Đỉnh quá à, trắng nha 55 cho Thanh Ngân nè. Trắng 55 cho Thanh Ngân. Rồi em còn một cái set đen thôi à, phải không? Set đen chưa chốt không? Em còn một set đen à mấy chị. Set đen này nè, chưa có chốt. Set đen này chưa có ai chốt nhưng mà hàng đẹp. Phải nói là hàng công nhận rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng của nó là thun thái luôn, coi dạng cỏ này xịn lắm luôn. Ờ còn một set cuối cùng mà nào không chốt là phí nha. Hàng này rất là xịn. Nhận hàng đó là mới biết là hàng đẹp cỏ nào. Đó tôi đâu có điều đâu. Phạm Thảo. Chị Phạm Thảo ơi. Chị Phạm Thảo khách mới lên kèm giùm em số điện thoại nha chị yêu ơi. Chị Phạm Thảo khách mới kèm giùm em số điện thoại nha. Em hết mấy set đó nha mấy chị ơi. Em hết rồi. Trời ơi. Hàng Quảng Châu 180.000 luôn, giờ sale 65 nha. Bạn nào nhanh tay lên liền giùm em con này là len nâu 65 đi mấy chị. Hàng 180.000 nè. Rồi một con cuối cùng luôn, len nâu giùm em 65. Vải đúng đẹp luôn mấy bà. Đây, vải đúng đẹp luôn á. Rồi, ok Phạm Thảo, ok tình yêu có đơn nè. Chốt liền nha, có một con thôi 65. Chốt mã giùm em nha là chốt mã giùm em là mã len nâu nha mấy chị, len nâu 65 giùm em hàng Quảng Châu. Rồi chốt liền giùm em con này là màu xanh giùm em, xanh nhạt nha mấy chị, 39.000, xanh nhạt 39 nha, sweater xanh nhạt 39. Hàng đẹp lắm, nhiều hàng đẹp lắm mấy bà. Rồi set đen không? Set đen hết rồi mấy bà ơi. Xanh nhạt 39. Rồi chốt mã giùm em là vàng luôn 39k nỉ nha mấy bà, vàng 39 giùm em. Sweater nỉ nha, trời ơi tới mặt màu đỏ nè, đỉnh chưa? Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Rồi chúc liền em con này đỏ nha, 39k nè, chắc coi giãn cực kỳ xịn luôn mấy bà. Rồi vàng 39 cho Ngăn Ngăn nè, ok tình yêu có đơn. Rồi con này giùm em là đỏ 39 nha, Twitter nha mấy bà. Đỏ 39 giùm em. Rồi đỏ 39 cho Thương Thương nè, ok. Xanh nhạt 39 cho Nguyễn Khói, ok có đơn. Rồi còn con hồng cuối cùng nha mấy tình yêu ơi, còn có con hồng cuối cùng thôi, nhanh tay nha. Con hồng cuối cùng nha, một con cuối cùng luôn. Rồi còn hồng với lại đen nha mấy chị, còn hồng với đen là hết hàng nha, còn đen luôn. Trời ơi chắc coi giãn nè, đen nha. Hồng 39, hồng 39 với Ngọc Anh Trương, ok tình yêu có đơn. Rồi một con cuối cùng đen, comment mã đen giùm em là có đơn. Đen giúp em nha, đen cho Nguyễn Thị Trần Nguyễn Hoàng Vi. Đen cho Trần Nguyễn Hoàng Vi nha, ok mấy tình yêu. Trời ơi hôm nay phải nói là tặng luôn chứ bán gì nữa. Cái giá vậy mà còn bán gì nữa mấy bà. Còn trăm mấy hai trăm mấy mà tặng có vài chục ngàn thôi đó, nó quá rẻ luôn á bà, nhanh tay nha. Rồi comment mã là siêu phẩm giùm em, sale 45 luôn, hàng 130 sale 45, chưa lớn chưa. Rồi lên liền giùm em mã là siêu phẩm 45 nha mấy chị. Không thể nào mà không chốt cái set này luôn á. À sợ luôn á. Mọi người ơi, thường tâm mọi người canh ngay cái lúc này á, em ít hàng, em sắp hết hàng thì lại view cao vậy thế nào. Rồi hỏi em bán á, thật sự đồ rất là nhiều luôn mà view ít lắm, nản lắm. Đó, bây giờ á, bây giờ gần hết hàng rồi mà view cao nha. Rồi giờ chỉ bán tặng thôi. Thật sự bán tặng luôn mấy nào. Rồi comment mã là siêu phẩm giùm em 45. Thạch Kim Ngân là 45 luôn. Cái cài hả? Cái cài chiếc mang hả? Có 25 mà. Comment mã là cài em mang 25 nha tình yêu ơi. Cài em mang có 25 thôi mấy bà ơi. Không đẹp không bán. Dân chơi mấy bà không đẹp không bán nha. Rồi chút liền giùm em mã là xích nu. Xem cho mọi người 39k. Comment mã xích nu giùm em 39 nha. À, dành giật cho nó
dành dật cho nó xôm xôm, đúng luôn, đúng kiểu dành dật cho nó xôm xôm luôn á. Trời ơi, lúc trước hàng nó khủng khiếp luôn mà không ít view lắm, rất là nản luôn, muốn lên hàng giá sale cho một người mà ít view cực kỳ nản luôn đó. Rồi set nu 39 nè, chốt đi em. Set nu 39 cho bé Thơm. Trời ơi, comment mãi giùm em là khoác dù, giờ chơi lớn rồi, giờ sale nhiêu cũng bán trơn, giờ giá nhiêu cũng bán hết mấy bà. Rồi rồi comment liền cho em mã là khoác nu nha, khoác nu giùm em 50k, hàng không đẹp không bán nha, hàng không đẹp không bán, hàng dùng hai lớp giùm em, khoác nu giùm em nha mấy chị, 50 khoác nu 50. Rồi một con quần le cao cấp giùm em nha mấy chị, quần le cao cấp, comment mã giùm em là mã cao cấp nha, khoác nu cho thanh ngăn ok. Cái quần này size 28 là tầm size M nha mấy chị ơi. Trời ơi, phải nói sao giờ mọi người, phải nói sao chứ cái chất quần này nó quá đỉnh luôn á. Ra shop mua là 108 giùm em nha mấy chị, chốt trên like giùm em con này 101. Comment quỳ liền, mọi người không chốt nhân viên em nó lấy nha mọi người. Hàng này phải nói là đỉnh luôn á, nè nhìn xem đi, tôi không nói xịn đâu, 108 đó mấy bà, 108 đang bán shop luôn. Rồi chốt trên like giùm em 101, cao cấp 101 cho thạch kim ngăn nữa ok, có đơn. Rồi giờ bán sao với cái quần này đây, em sale 45, ủa em sale 40, ủa chân váy chứ nhầm, chân váy chứ không phải quần, chân váy nha, em sale 40. Rồi chân váy 40 giùm em, chân váy kaki nha mấy chị yêu, coi giãn cực kỳ luôn. Rồi comment mã giùm em là chân váy 40 nha mấy chị, bên trong có quần lót luôn, rất là xịn. Comment liền mã chân váy giùm em 40, mặc đường nào cũng xinh, mặc đường nào cũng đẹp giùm em nha mấy chị, rất là xịn luôn. Comment liền mã là chân váy giùm em 40, chất co giãn giùm em, bên trong có lót quần nha, cực kỳ xịn, đảm bảo luôn, không thể nào, không thể nào mà không thiếu một cái, không thiếu một cái chân váy này nha mấy bà. Đây rất là xịn, phải có một cái chân váy giùm em nha, cực kỳ đẹp nha mấy bà. Còn 1, 2, 3, 4, 5 năm con nè, phải nói là chắc coi giảng mê luôn á, đang bán 99 trăm mấy không, làm gì có giá 40 mấy ngàn, 40 ngàn luôn. Rồi quần trắng này em tặng cho mọi người 29k, quần ôm giùm em nha, quần trắng giùm em 29 ngàn, chắc coi giảng nha mấy chị ơi, quần trắng giùm em 29 55 ký là vừa hết em ơi, vừa luôn á. Chân váy 40 cho Phạm Thị Diễm Quỳnh, chân váy 40 cho Thư Em, chân váy 40 cho Ngọc Huyền, chân váy 40 cho Trinh Trinh, hết chưa? Rồi còn em còn một cái trắng, quần trắng 29 cho Nhiêu Huỳnh. Rồi set này còn set xuất sắc chưa, cầm em mã là set nu giùm em nha, em sale 40, set nu 40 nha mấy chị yêu, set nu 40. Rồi cái zoom này sale 39, cầm em mã là zoom giùm em 39 ngàn nha, zoom giùm em 39, mặc lên nó sẽ dậy nha mấy chị yêu, zoom giùm em 39 ngàn, zoom 39. Ủa cái váy này còn nữa hả? Còn nhiêu, còn mấy cái? Set nu 40 cho Nguyễn Hoàng. Còn đen, hết đen hả? Hết đen. Còn một cái đen, một cái đen giùm em nhiêu vậy, 99 phải không? Còn một cái đen nha mấy chị, một cái đen 99, và còn 4-5 đỏ, 4-5 cái đỏ làm sale 99 luôn. Mấy bà chưa chốt thì chốt nhanh giùm em đi, 200 mấy giờ sale còn có 99 à. Thật sự bây giờ phải gọi là năn nỉ mấy bà chốt luôn, tại vì nó quá đẹp, mấy bà phải nhận được cái váy này giùm em nha mấy chị ơi. Thật sự phải nói là chất của nó đúng đẹp luôn á. Trúc Quỳnh sao vậy em? Trúc Quỳnh không nhận hàng hay sao em? Kiểm tra đơn giùm chứ, kiểm tra tin nhắn giùm em. Ôi mọi người ơi, gọi là cái zoom á mấy bà, phải gọi là một cái zoom, tại vì bên trong của nó có một cái quần nữa, thật sự nguyên một cái quần luôn á, nó rất là xịn nha. Trúc Quỳnh ơi, em mua hàng chuyển khoản giùm chị nha, em không nhận hàng, bên chị đánh dấu bơm hàng rồi đó em ơi. Đỏ đen cho Hồng Hạnh ok, có luôn Hồng Hạnh ơi. Thủy Tiên sao vậy cục vàng? Hết đen. Ôi hết đen rồi mấy bà, anh còn đỏ thôi à, màu đỏ nó quá sang luôn á. Trời ơi màu đỏ nè mấy bà ơi, cho cặn chắc, cho xem cặn chắc mới được, chất nhung mấy bà ơi, hàng này phải gọi là hàng siêu cấp luôn á. Trời ơi ra shop mua không ai nghĩ, ủa nhầm, mặc cái này ra ngoài đường không ai nghĩ, mặc cái váy 99 ngàn luôn á nè, nhìn mình đẳng cấp hẳn luôn mấy bà ơi, thật sự nó rất là sang. Mấy bà có thể đi tiệc tùng cuối năm vẫn ok giùm em nha, 99k thôi mấy bà ơi, rất là đỉnh luôn á. Mình lên liền giùm em con này là váy nhung đỏ 99k nha, phải treo phía sau mới đỉnh nha mấy bà. Đỏ mặc lên kém dao mà. Trời ơi cái màu này là màu đỏ đô bà ơi, không phải là màu đỏ tươi, màu đỏ đô nó cực kỳ tôn da luôn mấy bà, màu đỏ đô nó hơi bị tôn da nha, để em đưa cho mọi người xem, tập da em rất là ngâm, da em không phải có trắng đâu. Đây màu đỏ đô đây mấy bà, màu đỏ đô đây nha, đây không phải là màu đỏ tươi giùm em nhớ chị, màu đỏ đô, trời ơi cái màu của nó siêu sang luôn, gọi là siêu sang á mấy bà nè, nhìn xem giùm em nha, cực kỳ tôn da giùm em luôn. Lên liền giùm em mã là váy đỏ 99, còn có vài con, hai ba con thôi, váy đỏ 99 nha. Thùy Tiên hết đỏ rồi, cục vàng ơi, đổi qua đen. Ủa hết đen rồi, đổi qua đỏ em chị đi Thùy Tiên. Đổi qua đỏ em chị đi. Đổi qua đỏ em chị nha, thấy em nha Kim Ngọc ơi. Rồi ok, ok Mỹ Huyền à. Chứ không có gọi đâu, nhưng mà em nhắn tin liền giùm chị địa chỉ đi Mỹ Huyền ơi. Nhắn tin liền địa chỉ giùm chị đi. Ôi set đen này. Sale nhiêu giờ mấy bà? 45 nha. Trời ơi.
riêng cái chân váy này thôi cũng đủ vốn mấy bà nữa. Chân váy này cũng hơn 45 ngàn rồi đó mấy bà. Đây, comment liền cho em bảo là set đen nha mấy chị, 45k. Set đen giùm em nha, 45 hàng đúng đẹp luôn. Bữa em mới nhận cái đen ngoài, cái đen ngoài đúng đẹp luôn á chị. Trời ơi, cảm ơn Ngọc Nhờ, cảm ơn Cục Vàng nhiều luôn á. Set đen 45 nè, cho Kim Thùy. Rồi bàn thầu đưa cái hàng này vô đây vậy, hàng này xịn mà. Đang bán luôn á cái này à. Còn chốt trên like thì được giá rất là rẻ nha mấy bà ơi. Cái này còn size L. Ba. Size L. Cái size L nè mấy bà ơi. Trời, cái này hàng đang bán shop nha mấy bà, hàng đang bán shop không có hàng bán luôn á. Size L giùm em nha, hàng này 240 em sale cho mọi người trên like. Sale cho mọi người trên like 150 nha. Trời ơi 150 là lỗ lắm. Còn em mãi là quần L giùm em 150, hàng này 240 nha mấy bà, không chốt thì em bán shop nha, vẫn đỉnh. Rồi chốt liền giùm em mã là quần à. Đỏ 99 dòng đơn ok thu thu nè. Ok comment mã là quần L giùm em nha mấy chị 150. Hàng này nhận hàng không đẹp trả hàng giùm em nha mấy chị. Quần size L nhận hàng không đẹp trả hàng giùm em. Quần L trơn. Rồi mã này là quần L gấp giùm em 150 nha. Xuống like mua với giá 170 240 nha mấy chị. 170 đến 240 không thể nào rẻ hơn. Rồi chơi shop đi con. Ai quần nó đúng đẹp luôn á. Rồi comment mã là chân váy đen giùm em 35. Chân váy đen giùm em nha mấy chị. Chân váy đen này hàng hàng tuyết mưa cao cấp giùm em 35k. Chân váy đen giùm em 35. Rồi, cái này còn được mấy con quần em tặng luôn nha. Có sớ không? Có sớ hết nhà chân. Có sớ cái quần nó còn sớ. Đây 1 2 3. Ba con quần này tặng cho mọi người với giá là 30.000. Bà nào nhanh tay có đơn nha. Thật sự cái con quần này em nhập 140. Giờ sale cho mọi người 30.000 nha, nhưng mà phải bán, nhưng mà phải tương tác nha em mới tặng nha. Trời ơi, con quần này nó đỉnh lắm đó. 30.000 giùm em, cầm em mã là tặng 30 nha mấy chị. Trời ơi, tặng 30 giùm em có 3 cái thôi nè. Cái phong quần nè, xuất sắc chưa? Thật sự mấy bà mà eo nhỏ mà mặc sợi sợi vậy nè. Đó là mình mặc thêm cái crop top nữa, trời ơi nhức nách luôn á. Rồi chốt mã giùm em là tặng 30.000 nha. Bà nào nhìn tay có đơn. Chân váy đen 35 chứ Thanh nha. Quần này size của nó là size L luôn, tặng cho mọi người 85. Comment mã là quần tặng giùm em 85. Tặng 30 cho Thanh nha. Comment mã là quần 85 giùm em nha mấy chị ơi nè. Size L 58kg quay lại vừa cái này giùm em. Size L 58kg. Comment mã là quần 85 giùm em. Ok Út Nhi nè. Ok Út Nhi, Út Nhi, Út Nhí nè. Út Nhí một cái túi chị men. Rồi ok mình chốt liền giùm em con này là quần size L nha mấy chị. Quần size L giùm em 85.000 nha. Trời ơi phải nói là đỉnh chốt luôn á. Quần 85 Nguyễn Nga khách mới. Nguyễn Nga khách mới lên kèm số điện thoại giùm chị các em yêu. Nguyễn Nga 30 cho Nguyễn Hoàng. Nguyễn Nga khách mới lên kèm cái số điện thoại nha Cục Vàng ơi. Thùy Tiên sao vậy em? Tặng 30 cho Bi nè. Rồi Nguyễn Nga không có số điện thoại để cho Thạch Kim Ngân nè. Khách mới không có số điện thoại không được. Rồi chốt liền em con này là quần đen giùm em 35. Quần đen giùm em mấy chị 35k. Mã là quần đen nha 35.000. Trời em bán nhưng mà rẻ dữ luôn. Rẻ trắng động luôn. Phải nói là rẻ nhất Facebook luôn mới ghê. Rẻ nhất Facebook luôn á nè. Nó còn đòi gì nữa. Rồi chốt liền giùm em con này là quần ngố nha, 40 luôn, quần ngố đi. Sale 40 quần jean coi giãn giùm em luôn, ngố 40. Ngố 40 đọc đi em. Ngố 40. Rồi chân váy tầng 35 cho Mai thôi à. Chân váy tầng giùm em 35. Còn em mã là chân váy tầng nha 35. Trời ơi đúng đúng xuất sắc. Váy đỏ là sao? 200 mấy đó chị, đang sale còn 99 đó Cục Vàng. Chốt liền giùm chị là váy đỏ 99 nha, 200 mấy, hàng 200 mấy sale còn 99. Rồi chân váy tầng này đọc đi. Ngố 40 cho Trinh Trinh. Chân váy giùm em luôn 19k. Trời ơi đỉnh cho. Chân váy 19 có nguồn lót bên trong luôn. Mã là chân váy 19 cộng giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Chân váy 19 cộng số điện thoại giùm em nha. Trời ơi cho chứ xin ít phụ kiện đi. Giờ tặng phụ kiện đi chứ giờ hàng hóa thì cũng bây giờ cũng không còn nhiều lắm đâu mấy bà ha. Giờ em tặng phụ kiện cho mấy bà được không? Tặng phụ kiện đi. Tặng phụ kiện mấy bà nào mà mua được quần áo thì mình chốt liền cái phụ kiện giùm em, cái mình ship chung đỏ phí ship nha mấy bà ơi. Rồi váy 99 cho Thùy Tiên ok có đơn nè. Váy 99 cho Thùy Tiên ok có đơn. Rồi rồi đưa phụ kiện nha mấy đứa ơi. Nãy bà nào mà chưa chốt được cái túi nhà em đâu, chưa chốt được cái túi mình lên liền giùm em nha. Túi ngọc trai luôn 39k thôi mấy chị yêu. Em bán là em cam kết là rẻ nhất Facebook luôn, không có chỗ nào mà rẻ bằng em luôn đâu nha mấy chị. Không thể nào mà không có chỗ nào mà rẻ bằng em luôn. Giờ rẻ hơn em tặng cho mọi người luôn được không? Chứ bây giờ là em bán là quá rẻ luôn á. Trời ơi nè đó, nó đựng cả thế giới luôn, đựng tất tần tật, đựng cái gì cũng được mấy bà ha. Mitty ở lộng đựng thêm cho tôi cái son mini cũng ok nữa mấy bà ha. Em bán cho mọi người có 29k luôn. Trời ơi có gọi là bán gì đam mê không mấy bà, chứ có 29.000 thôi đó.
Rồi chốt mã là ví gấu dâu giùm em nha. Ví hồng, ví gấu gì tùm lum hết trơn á. Có ví Doraemon không mấy đứa? Có. Ví Doraemon nữa được chứ, cái ví Doraemon. Trời ơi tắt này hả? Còn nhiều, nhiều không? Còn nhiều lắm. Du Duyên. Rồi mọi người ơi, chưa không ăn lên đơn. Mình chốt ví thì mình kèm vô làm mã chữ ví giùm em nha mấy chị. Còn mình chốt tắt thì mình kèm giùm em cái chữ tắt vô nha mấy chị yêu ơi. Mình comment giùm em phân loại một chút ha, để cho nhân viên em nó đỡ phải nhầm nha mấy chị yêu nha. Mình chốt cái gì mình comment cho em, mã như là ví thì mình comment là ví, kính thì comment là kính giùm em, kèm cái giá nha mấy chị nha. Trời ơi ví Doraemon thấy cưng dữ vậy mấy bà. Trời ơi. Rồi mình chốt mã là ví Doraemon giùm em, ví đen giùm em nha, và ví hồng giùm em nha mấy chị. Ví Doraemon, ví đen, ví hồng giùm em nha. Rồi ví hồng thì nó sẽ có gấu dâu và gấu trắng này nha mấy bà, gấu dâu và gấu trắng nha. Trời ơi hàng của nó đúng xịn luôn á nè, phải gọi là đúng xịn luôn mấy bà ơi, đừng cả thế giới giùm em nha mấy bà ơi. Đây mấy bà phân loại tiền rất là đỉnh, phân loại tiền cực kỳ đỉnh luôn, không hề bị lộn nha, 29k luôn. Mấy con này á người ta đang bán 59-69 ngàn luôn. Em lướt tới đâu cũng thấy, em lướt trên các sàn á tới mọi người. Nó bán rẻ nhất là 39 nghìn nha, nhưng mà mấy bà chưa bị bắt phí ship đúng không? Phí ship của nó toàn là 30-30 mấy nghìn thôi trở lên, không thể nào mà rẻ hơn nữa nha. Đó, mình mua thì tính ra mua trên đó thì nó cũng tầm vài chục nghìn đến trăm mấy thì nó cũng phí ship cho mình thôi. Đó. Nên mấy bà mới mua trên đây thì mấy bà mua chung với lại quần áo á cho đỡ tốn ship thôi, tính ra có mấy nghìn tiền ship thôi là tự rất là rẻ. Nè, nó. Rồi mình chốt liền giùm em con này là ví đen. Ví đen giùm em, ví Doraemon và ví hồng nha mấy chị. Trời ơi ví. Em ưng nhất là cái ví Doraemon luôn á, nào nó có chỗ để đựng hình đó, để đựng giấy căn cước của mình ở đây nè, cũng đỉnh mấy bà đó. Đây, có rất là nhiều ngăn đựng thẻ và tiền của nó để đây. Ở bên ngoài nó sẽ có một cái này nữa nha mấy bà. Comment mã là ví Doraemon giùm em mấy chị yêu. Đựng được rất là đỉnh luôn á, nhiều lắm. Rồi, còn ví dâu thì nó sẽ có nhiều loại lắm mấy bà, comment mã ví giùm em đi. Em sẽ bóc ngẫu nhiên cho mấy bà. Mẫu nào cũng đẹp nha. Không đẹp không bán đâu mấy bà ơi, em uy tín nha, không đẹp không bao giờ bán. Rồi, khách mới mình comment giùm em mã cộng số điện thoại giùm em nha mấy chị, cộng giá giùm em nha. Còn khách cũ mình khỏi cần kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị yêu. Kèm giùm em cái mã cộng cái giá giùm em là được nha mấy chị. Trời ok rất là đỉnh luôn á. Anh Hương tí xuống ngoài chứ chết tin nhắn cho cục vàng ơi. Rồi, mình lên liền giùm em nha, kèm số điện thoại, kèm giá vô nha mấy chị. Rồi, qua chuyên mục tắt nha mấy bà ơi, tao nói bao toàn Facebook, bao toàn các sàn luôn, không ai bán rẻ bằng nhà em nha mấy chị. Nhưng mà phải cùng với lại chất liệu này nha. Nếu mà không có chất liệu này á thì em không có cam kết được nha mấy bà. Đây, phải chuẩn như hàng nhà em nha mấy bà ơi, hàng phải gọi là đúng xịn em mới bán nha. Trời ơi, hai đôi tắt nha mấy chị. Hai đôi tắt 19k, trời ơi, mình comment mã giùm em là set hai đôi tắt gấu giùm em nha. Cái này là set hai đôi tắt gấu giùm em. Và set hai đôi tắt trơn nha mấy chị. Set hai đôi tắt gấu và set hai đôi tắt trơn giùm em 19k. Trời ơi cái tắt trơn này hơi bị xịn. À, mấy bà mang cho tôi mấy cái đôi giày búp bê á. Mít thêm đôi tắt này nữa. Trời ơi nhức nách luôn á mấy bà. Rất là đẹp. Rồi chốt mã giùm em là set hai đôi tắt nha mấy chị. Set hai đôi tắt gấu và set hai đôi tắt trơn nha. Cực kỳ đỉnh luôn. Mình comment đúng mã giùm em là set hai đôi tắt gấu hoặc là set hai đôi tắt trơn cộng giá 19k vô nha mấy chị yêu ơi. Nha, mình comment đúng mã giùm em để không bị nhầm nha mấy bà. Rồi set hai đôi tắt trơn nha mấy bà ơi. Tắt trơn rất là xịn luôn á này. Cái của nó có phần nhúng nhúng nè bà ơi, chắc coi giãn cực kỳ luôn. Nè, coi giãn nè. Đỉnh lắm, có 19k thôi. Ra ngoài mua một đôi hơn 30 nghìn rồi mấy bà. Một đôi hơn 30 nghìn rồi em bán cho mọi người hai đôi có 19k, mình lên lân liền đi mấy bà. Mấy bà nãy giờ có chốt quần áo mình chốt kèm phụ kiện để đỡ tiền ship nha mấy bà ơi. Không ai bán rẻ bằng em đâu, uy tín luôn á. Không ai bán rẻ đâu, cái này là em sale lỗ chứ nếu mà em bán rồi là em bán một đôi 30-40 nghìn. Em không bán lỗ vậy nữa nha mấy bà. Đó. Rồi mình chốt đi chỉ có những ngày cuối năm như vậy thôi nha mấy bà. Đầu năm xong không có bán rẻ gì đâu mấy bà, đừng có trông chờ cái giá rẻ vậy nha. Thật sự đầu năm xong không có bán rẻ vậy nữa, em phải bán lời chứ bán rẻ hoài chắc chết luôn á. Đó, mình lên liền giùm em nha mấy chị yêu. Hai đôi 19k thôi mấy bà ơi, nó đúng nghĩa luôn á. Rồi, comment một lần tí nhân viên em nó đọc một lần nha mấy bà. Tí nhân viên đọc một lần luôn à. Body mid nè mấy bà, còn hai mẫu này thôi phải không? Body mid. Còn hai mẫu này thôi phải không? Rồi sale luôn, giá cuối là 45.000. Từ 100 mấy. Vậy. Còn có mấy chai thôi, từ 100 mấy. Từ 100 mấy mà giờ em sale còn có 45.000 luôn. Bà nào mà nhận hàng mà test body mid nhà em mà chê một phát là không thơm, lần sau không bao giờ mà em bán cái loại này nữa, ok chưa? Chỉ có một khách mà phản hồi mà không tốt là không bao giờ em bán nữa nha mấy bà ơi. Phải comment cho em là siêu VIP, siêu tốt, siêu thơm đi thì em mới bán nữa nha. Đó, bà nào mà comment cho em cái mã là không thơm, không ưng thì trời ơi đừng, lần sau mà đừng bao giờ mà gặp lại cái loại này nữa nha mấy bà ơi. Đó, lần sau mà không có nữa đâu mà mua nha, em không có bán nữa đâu. Phải thơm, phải đỉnh em mới bán nha mấy bà.
Trời ơi, tắm xong mà mít mà xịt lên tay một phát là nó thơm cả ngày luôn. Nó thơm thoang thoảng hoài luôn mấy bà. Rất là thơm. Thơm lắm luôn mấy bà ơi, cực kỳ thơm luôn á. Thơm lắm. Cái hai cái mùi này nó cực kỳ thơm nha. Thơm kiểu mùi trái cây nha mấy bà. Thơm mùi trái cây rất là thơm nha. Rồi comment mã là body mist giùm em 45k là mình có đơn nha. Còn hai mùi hot nhất luôn á nè. Hai mùi hot nhất em bán luôn 45.000. Nhìn cái nắp không biết hàng sang nó, mùi Victoria này rất là thơm nha. Cực kỳ thơm cho em luôn. Trời ơi đỉnh quá. Thơm lắm nha, comment liền cho em mã là body mist nha, 45 thôi. Còn có cái loại này thôi hả? Không, còn còn nhiều màu phải không? Còn nhiều màu phải không? Rồi cái lượt này sale 25 nha. Comment mã là gương lượt giùm em 25. Đây, của nó là một cái gương ở phía trước và một cái lượt phía sau giùm em nha. Rồi, cái này là vừa massage da đầu, vừa chống gói tóc giùm em nha mấy bà, cực kỳ đỉnh luôn. Nhỏ gọn tiện lợi, mang đi đâu cũng được, bỏ vô cái túi là ok luôn. Nó có thể nhỏ hơn cả điện thoại nữa mấy bà. Đó, có thể những cái túi mini á như cái túi này. Đó, cái túi này nha mấy bà, có thể đựng vừa luôn nha mấy bà, cực kỳ nhỏ gọn cho em nha mấy bà ơi. Mua cái này đi đâu mang cũng được chứ mấy bà. Đựng cái này nè, mít thêm cái ổ lọng, đựng cái này, đựng thêm cho em một cái thỏi son nữa là thôi, mang đi đâu cũng được chứ mấy bà. Tiện nhỏ gọn tiện lợi mấy bà ơi, cực kỳ xinh luôn. 25k mình comment mã là gương lược 25 giùm em nha mấy chị ơi. Khách mới mình kèm giùm em cái số điện thoại nha, khách cũ mình comment mã là gương lược cộng giá giùm em là ok nha. Trời ơi nó thật sự nó massage da đầu rất là đỉnh luôn mấy bà ơi. Đó, rồi nó có cái cả cái gương nữa mấy bà, cực kỳ xịn luôn á. Rồi chốt liền giùm em mã là gương lược 25k cộng giá vô nha. Gương lược 25 giùm em. Rồi nè, có gì nữa không? Gương lược 25 nha mấy bà ơi. Cái cài em mang thì có 25 mà bà chốt thì báo em cài em mang 25 thôi. Rồi lên tiếp sale tiếp quần áo nha mấy bà ơi, sale tiếp quần áo này đọc đi em. Gương lược 25 cho Nguyễn Hoàng, gương lược 25 cho Thị Thảo. Body mist 45 cho Trần Thị Mỹ Huyền, body mist 45 cho Triệu Vi, body mist 45 cho Phương Trâm, body mist 45 cho Thùy Tiên, body mist 45 cho Thị Thảo. Hai đôi tắc trắng 19 cho Mẫn Nhi, tắc gấu 19 cho Ngọc Hằng, tắc gấu 19 cho Thảo Quỳnh, tắc gấu 19 cho Kim Thùy, tắc gấu 19 cho Bina, tắc gấu 19 cho Thư Thư, tắc gấu 19 cho Kẹt Em Miu, tắc trơn cho Thạch Kim Ngân, hai tắc gấu 19 cho Triệu Vi, ví hồng 29 cho Nguyễn My, ví đen 29 cho Trang Anh, ví hồng cho Ngọc Huyền, ví hồng cho Trâm Ngọc, ví đen cho Lê Thị Ngọc Giàu, ví hồng cho Phạm Thị Diễm Huỳnh, gấu hồng ví đen cho Ngọc có rồi, ví đen cho bé Tâm, ví Doraemon cho Thạch Kim Ngân, ví gấu dâu cho Nguyễn Diệu, ví đen cho Bảo Na, ví đen cho Thạch Kim Ngân, ví dâu cho Thùy Tiên, hai túi ngọc trai 39 cho Yến Nhi, túi ngọc trai đen 39 cho Hà Hà. Thanh Ngân nhắn tin qua Zalo cho chị đi Thanh Ngân. Hai đôi tắc trắng đen 19 cho Trần Thị Mỹ Huyền, gương lược 25 cho Kim Hà Trần. Gì vậy? Mấy tính đâu bà? Rồi, chốt liền giùm em cái này. Chẳng mấy tính đâu. Rồi mấy mã là set giùm em 39.000 nha, set 39 giùm em. Body mist 45 cho Bảo Văn, ok Bảo Văn khách mới lên kèm số điện thoại giùm chị nha em. Rồi chốt mã làm em là set 39k nha mấy chị. Set 39.000 nha. Để đâu? Chúc Quỳnh ơi, chị nói em mua hàng chuyển khoản chị mới đi đơn em ơi. Set 39 cho Thạch Kim Ngân thôi, chị đánh dấu bơm hàng rồi mà. Là em đã không nhận hàng rồi thì em đâu có đặt được nữa, em mua hàng thì em chuyển khoản chứ. Rồi chốt liền giùm em. Comment mã giùm em là chân váy sale 39.000 nha, chân váy jean giùm em, coi giãn 39k. Rồi Dung Mai không nhớ nữa, nãy giờ có đọc tên là có em ơi. Rồi bé họ Tạ này em cũng bơm hàng rồi em ơi, mua hàng chuyển khoản nha. Thôi chốt liền giùm em con này là chân váy 39k. Chân váy 39 cho Mai Thoa. Mấy bà ơi, mua hàng mà mấy bà hàng sale giá rẻ vậy mà không nhận hàng nữa thì thôi tôi thua luôn. Thua luôn. Rồi. Trời ơi, chưa lên tiếp cái mã siêu đỉnh này cái đã. Khoan, đây đưa, không có quạt hả? Đưa cái vô đây, lượt cái vô đây, cái hộ điện một ca ơi, đánh điện luôn. Được lắm. Rồi. Bán 1.000 chai nước hoa rồi nha mấy bà. Bây giờ mấy bà cho tôi xin một cái feedback đi, nó có thơm hay không mấy bà thật sự. Nó có thơm hay không đó. Tôi bán 1.000 chai rồi mấy bà ơi, không phải là 1-2 chai nữa. Nếu mà không thơm thì khách không bao giờ mà chốt lần mấy chục chai đâu mấy bà. Khách mà từ mua lẻ mà quay lại chốt mấy chục chai là mấy bà hiểu rồi đó, là cái đỉnh cỡ nào đó. Đó. Đây. Comment mã là nút hoa chân dài giùm em nha mấy chị. Cái mùi nó siêu ngọt, siêu quyến rũ giùm em luôn.
Hôm nay em chốt giá cuối cho mọi người là 25.000 nha. Với 25k mọi người bỏ ra giùm em đi. Bỏ 25.000 ra như trải nghiệm hàng bên em nha mấy bà ơi. Phải nói là một cái chai nước hoa mà 25.000 là em lỗ. Em lỗ xỉu luôn á, chai này thơm lắm á mấy bà. Trời ơi, cảm ơn Bảo Hằng, cảm ơn Bảo Anh nè, cảm ơn Cục Vàng nha. Trời ơi, thật sự nó rất là thơm. Nó ngọt lắm, nó kiểu mùi quyến rũ siêu sang luôn mấy bà. Siêu sang luôn á. Nè, nó thơm, giả mang thơm luôn. Mình lên liền cho em ở lên nước hoa 25k nha. Không bao giờ gặp lại cái chai nước hoa này mà với giá 25 nữa đâu mấy bà ơi. Qua năm là em bán 99.000 một chai, không bao giờ em bán 25 đâu. Mấy bà mà có dùng có ok, năm sau mà mua thì cũng giá cao hơn, không bao giờ có giá rẻ hơn nữa. Đó, em sắp hết hàng rồi, chỉ còn ít thôi. Chỉ đủ chia cho mọi người trên like thôi nha. Mọi người chốt đơn liền giùm em là nước hoa 25 nha mọi người ơi. Nó rất là thơm mọi người. Không thơm không bao giờ mà em bán tới 1.000 chai vậy luôn á bà. Feedback thì rất là nhiều luôn mấy bà ơi. Đó, khách trước nhận hàng thì cho feedback cũng rất là nhiều nha bà ơi. Lúc thể lúc vào trang em lúc mà thấy nha. Thơm lắm luôn á, thật sự nó rất thơm. Bán 25k là em lỗ hơn ha, gấp đôi luôn mấy bà. Lỗ gấp đôi cái chai này luôn á bà ơi. Bán tổng trăm mấy, không giờ bán 25, bà nào mà không chốt là phí. Mình comment một lần thôi nha mấy bà, comment nhiều lần nó sẽ ra nhiều đơn nha mấy bà ơi. Comment một lần giùm em thôi nha, comment nhiều nó sẽ ra nhiều đơn đó mấy bà. Trời ơi. Cái mùi này nha mấy bà. Nếu mấy bà đi học hay làm văn phòng á, ít hoạt động giùm em, ít hoạt động thì mấy bà lưu hương từ 6 đến 8 tiếng nha. 6 đến 8 tiếng giùm em nha mấy bà ơi. Phải nói là nó luôn trên tay cực kỳ thơm mấy bà. 25k mình lên liền cho em là nước hoa 25 nha. Như Thanh Thúy nè đặt rồi, có mua hàng bên chị rất là rất nhiều nè, giờ chốt thêm nữa nè. Rồi, rất là thơm nha mấy bà, không thể nào mà phủ nhận được mấy bà ơi. Nó thơm lắm. 25.000 á thì mấy bà uống được cái ly trà sữa. Thôi giờ á mấy bà nhịn uống tí đi ha. Có 25k mình mua chai nước hoa về để trải nghiệm thử đi mấy bà ha. Lần sau nếu mà không thơm, không ok thì đừng có mua nữa ha mấy bà. Đừng có mua nước hoa nhà em nữa, thật sự nó quá thơm luôn. Thơm em mới bán. Cái váy ngoài sau em đang sale 99 nha mấy bà ơi. Cái váy ngoài sau đang sale 99. Đứa nào dung em ngoài lấy cái ổ điện vô ghi quẹt chứ nực quá không chịu nói đâu. Nín thở đó. Rồi chốt nha mấy bà ơi, nước hoa giùm em 25k. Váy đỏ sau luôn 99.000 nha mấy bà. 200 mấy mà sale còn 99, còn được có 2-3 cái à. Chốt nhanh đi bà ơi, hết hàng là tiếc lắm. Không có tìm ở đâu được một cái shop mà bán cái váy mà 99.000 luôn nha mấy bà ơi. Với chất liệu này giùm em nha mấy bà, còn chất liệu khác thì em không biết nha. Rồi váy đó 34kg là sẽ hơi bị gọng, hơi gọng chút đó Cục Vàng. Bóp lại là ok. Ghép import em chuyển trước ạ. Chúc Quỳnh ơi, số là khoảng ngoài ảnh bìa đó em chuyển khoảng 100.000 rồi. Chuyển khoản đi chị, nhận được thông báo rồi xong rồi em vô em lựa là ok á. Giờ chặt cọc trước đi em, để hồi hết hàng đẹp đó. Rồi chốt liền giùm em nước hoa 25 nha. Bà nào mà chưa chốt bỏ ra chốt liền giùm em 25.000 đi mấy bà ơi nha. Có thể là bây giờ em còn bán giá 25 nhưng mà từ những cái like sau là mọi người không có mua được giá 25 đâu. Nên là mọi người đang còn ở like này mình chốt sỉ về bán á. Chốt đại giùm em 5-10 chai đi, thật sự nó rất là thơm. Nha, nó rất là thơm mọi người ơi. Shop chị bán vải đẹp lắm luôn, trời ơi, cảm ơn Cục Vàng trời ơi, phải nói. Cảm ơn Cục Vàng rất nhiều luôn á, rồi đọc đi em nút hoa. Chúc Hình ơi, số tài khoản của anh bị em cọc liền giùm chị Thái nha, rồi chị mới đọc đơn cho em nha em. Nè. Rồi ghim quạt vô giùm em. Rồi ok. Nó xin không có vô nhưng mà rồi ok đi. Rồi ok. Hello Thu Hằng Nguyễn Thị, lâu rồi không thấy Cục Vàng, không lâu rồi không thấy em vô nha. Nước hoa thơm lắm, mua của bà ba chai rồi xài kìa. Trời ơi Ngồi Nhi ơi, mua ba chai rồi giờ còn không hay là còn nước hoa không? Nếu mà hết thì chốt đi Cục Vàng ơi, để em coi lần sau không còn nữa, không còn hàng để bán nữa đâu. Mọi người chốt liền giùm em là nước hoa 25 nha mấy bà ơi, không thơm không bán luôn. Cái này là bán gì cái uy tín thôi. Cái uy tín thôi mấy bà đó. Lỡ bán hai mấy ngàn rồi giảm bán luôn chứ giờ mà bán cao quá thì mấy bà thật sự là rất là thất vọng về em đó. Bây giờ lỡ bán 25 ngàn giờ em bán luôn đi. Chứ sao giờ nữa, bán hơi luôn ha. 25 cao luôn nha mấy bà. Chốt liền giùm em là nước hoa 25 nha, không có còn gặp lại nữa nha mấy bà ơi. 25 ngàn thôi, lên gặp đi em. Nước hoa 25 cho Ngọc Vi, nước hoa 25 cho NT Vàng, nước hoa 25 cho Thanh Tiền. Thanh Thúy muốn chai nước hoa, nước hoa 25 cho Hồng Ánh. Nước hoa 25 cho Ngọc Hằng. Nước hoa 25 cho Như Kim, nước hoa 25 cho Thạch Kim Ngân, nước hoa 25 cho Thư Em. Đèn mà chính là cái gì vậy? Đèn mà chính là túi hả? Túi. Nước hoa 25 cho Nguyễn Hoàng, nước hoa 25 cho Phương Trâm, nước hoa 25 cho Yến Nhi. Nước hoa 25 cho Ngờ Nhi, nước hoa cho Trang Anh, nước hoa cho Thanh Trúc. Nước hoa cho Dương Tê Nhí, nước hoa 25 cho Trần Thị Dung, nước hoa 25 cho Trần Thị Như Ý, nước hoa 25 cho Huỳnh Như, nước hoa 25 cho Bắp Em, túi đen 39 cho Trần Thị Mỹ Huyền, nước hoa 25 cho Nguyễn Nhi. Hết chưa?
Rồi, đọc đi con nữa rồi, không máy bill nữa rồi. Rồi, chốt liền giùm em. Bé Hội Tạ ơi, giờ em hứa hay là em có thác hứa gì với chị không còn quan trọng nữa. Em giờ mua hàng chuyển khoản cái là chị chốt đơn ha. Nha. Thật sự luôn á, lần trước em nói chị sao? Em không bơm hàng đâu, không bơm hàng tới cục hàng em quàng về, chị cũng biết luôn á. Không hiểu sao mà em không bơm hàng mà cục hàng em quàng về luôn á. Muốn mua đồ thì giờ chuyển khoản cho chị đi em, chứ em hứa giờ hứa online chị cũng không tin nữa nha. Mua hàng chuyển khoản đi em. Đáng ra là nếu mà gặp các shop khác là người ta sẽ không bán hàng luôn, mà người ta sẽ chửi luôn á em ơi. Thật sự đó, em đã đòi xả ra, chị vẫn không, chị không có chịu cho em xả ra nè. Tại vì hàng mua trên live em đòi xả ra, chị không xả, em hứa là em nhận hàng, em nhận hàng mà sau cùng hàng của em hoàn về với lý do là từ chối nhận hàng. Trời ơi, thật sự em hứa online chị không có tin đâu. Giờ chuyển khoản đi rồi từ vô chút đơn nha em. Rồi chốt liền nhiều em con này nha mấy bà. Cớm giùm em sale 39.000 nha. Sale lỗ sắp mặt luôn. Gấu giùm em, cớm giùm em 39k. Nhiều người quá đáng thật sự luôn á. Hàng like, hàng sale, hàng rất là rẻ luôn. Đó, chốt hàng mà xả hàng ra không hiểu làm sao luôn á. Rồi đọc đi em, nước hoa rồi. Xanh 39 cho Thạch Kim Ngân. Ủa Cưng không thấy hả? Thấy gì? Không thấy comment nước hoa hả? Thanh Ngân nước hoa rồi. Thanh Ngân có rồi, nó comment lại. Rồi sơ mi gấu giùm em. Rồi nước hoa còn á, thì Thảo ơi, nước hoa còn. Sơ mi gấu dâu giùm em nha, 45. Sơ mi gấu dâu 45. Gấu dâu 45 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi con này giùm em là màu nu nha mấy chị, 30. Nu 30 nha, nu 30 giùm em. Nu 30 tí sẽ lên nỉ nha mấy bà. Trời đi, tí lên nỉ, nu giùm em 30. Con nước gấu 25 cho Thị Thảo. Nu 30. Rồi crop top trắng nè mấy bà ơi, vải đúng xịn luôn á. Trắng giùm em nha, 35. Bán quá nhiều luôn á, bán giờ phải nói là rất nhiều luôn. Chuyển như chị mai em mua kẹt. Chuyển khoản em ơi, số tài khoản anh bị em chuyển cái ly gọn cho em đặt hàng nha. Rồi chốt liền giùm em con này là trắng nha mấy bà ơi. 5.30 cho Nhi Huỳnh. Trắng giùm em luôn 35. Trắng 35 cho Mai Thoa. Ừ, gấu dâu giùm em nha mấy chị. Gấu dâu giùm em 39 con cuối thôi. Gấu dâu giùm em 39 con cuối thôi. Thanh Ngân ơi, nãy em có đơn rồi Thanh Ngân ơi. Thanh Ngân nãy có nút hoa rồi đó, Thanh Ngân nãy chỉ đọc rồi Thanh Ngân ơi. Nút hoa 25 cho Như ơi. Ờ, trắng 35 là crop top á Cưng, cái đó là gấu dâu. Rồi chốt liền em con này là thun đen 19k nha mấy chị. Thun đen 19 giùm em, mẫu con cái thôi nha mấy bà ơi. Sơ mi gấu dâu cho Ngọc Linh Nguyên. Thun đen 19 mẫu con cái thôi mấy bà. Nhanh tay lên đơn nha. Rồi áo kiểu giùm em, mã là áo kiểu đen nha mấy chị, áo kiểu đen 39k. Rồi chốt mã giùm em là áo kiểu đen 39 nha mấy bà ơi, áo kiểu đen 39 giùm em. Áo kiểu đen 39. Rồi, áo kiểu cam giùm em nha, 30. Áo kiểu cam giùm em 30, còn set nha mấy bà, còn rất là nhiều. Áo kiểu cam 30. Hôm nay gọi là vừa bán vừa tặng luôn á, là tặng giá nào cũng bán chứ người thừa quá rẻ. Thun đen 19 cho Dương Tê Nhí. Con này giùm em là thun hồng 19. Thun hồng 19 vừa bán vừa tặng. Đó. Vừa bán vừa tặng luôn. Chứ giờ quá rẻ thì không biết sao. Áo kiểu đen 39 cho Nguyễn Hoàng. Rồi set này sale 40. Còn em bảo là set riêu 40 giùm em nha mấy chị. Set riêu 40 giùm em. Trời ơi vải siêu đẹp luôn mấy bà nè. Set riêu nha 40 giùm em đi, vải đúng đẹp luôn á. Set riêu 40 giùm em nha, rất là xịn. Like áo dài hả? Áo dài tôi đang sale 99.000 mấy bà, vô trang tôi lựa thoải mái đi. Áo dài đang sale 99.000, nói thích mẫu nào nhắn tin tôi liền 99.000 thôi mấy bà ơi. Không mua là không còn nữa nha mấy bà ơi. Đúng rồi, cẩm tiên cục vàng này thấy dễ thương liền luôn nè. Ghi số là phản thẳng luôn rồi đó bà. Rồi các bà nào muốn mua hàng mua sỉ lựa sỉ gì cặp liền đi rồi mình lựa. Kêu 40 cho Trang anh. Cẩm tiên này thấy dễ thương quá vậy ta. Ha, hình như ai tên tiên cũng dễ thương vậy phải. Rồi, chúc liền giùm em con này là màu nâu nha mấy bà ơi. Nâu giùm em 39.000 nha. Nâu giùm em 39.000 nha. Ai tên tiên cũng dễ thương cho mấy bà ơi. Nha, bà nào mà đang xem like của em, bà nào tên tiên chắc là dễ thương lắm. Rồi chúc liền giùm em con này là màu nâu 39 nha, có mút ngực. Màu nâu 39. Chắc là dễ thương lắm á. Rồi nâu 39. Rồi nâu 39 đọc đi em. Wow, xuất sắc luôn mấy bà. Trắng giùm em nha 39 hàng nâu Quảng Châu. Nâu 39 cho Nguyễn Hoàng. Rồi con này hàng Quảng Châu giùm em trắng 39 nha. Trời ơi, trắng 39 hàng Quảng Châu mà dám xe 39.000 luôn chưa lớn rồi. Trắng 39. Chết rồi. Triệu Vy mua hàng. Trời ơi chết luôn mà Triệu Vy ơi. Tin nhắn cả tuần không ghép kìa mấy đứa ơi. Coi chứ tin nhắn cho chị Vy coi. Rồi chốt liền em con này là màu tím nha mấy chị. 40 mình. Thun 3158 tím giùm em 40. Thun 3158 nha, tím 40 giùm em.
mấy bà chấm 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 lên nha, chấm 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 lên cho nó nhiều chứ comment nha. Trần Thị Dung nhắn tin cho chị đi, em nhắn tin liên tí, nhân viên nó chết trong ơi. Set gấu giùm em nha mấy chị, 60.000 gấu nâu luôn nè, rất là xịn. Set gấu 60 giùm em, set gấu nha mấy chị ơi, 60 mẫu, con cái thôi mấy bà. Set gấu 60. Rồi hàng Quảng Châu, comment mã là áo Quảng Châu giùm em, 80.000. Áo Quảng Châu giùm em nha, 80k. Comment mã là áo Quảng Châu 80 mới có đơn nha. Đồng ngoài 699 nha Kim Anh ơi, đồng ngoài 699 nè em ơi. Rồi mình comment mã là áo Quảng Châu giùm em nha, 80.000. Áo Quảng Châu 80k mới có đơn nha mấy bà, hàng đẹp lắm luôn á. Áo Quảng Châu 80. Rồi comment liền cho em mã là áo kiểu 39k. Áo kiểu giùm em 39.000 nha. Cái nút này cày. Rồi áo kiểu giùm em nha, 39k. Đây, áo kiểu vậy nha mấy bà, 39.000. Comment mã là áo kiểu 39 con cái à. Áo kiểu 39 giùm em. Áo kiểu 39 nha mấy bà ơi. Rồi ba lỗ giùm em 25, ba lỗ riêu 25k. Ba lỗ riêu 25, áo 80 cho Nguyễn Nhi. Ba lỗ 25. À, đúng rồi Yên Nguyên rồi, đúng rồi em. Trời ơi. Comment mã là len Quảng Châu, em sale cho mọi người 99k đi, con này 150 nè mấy bà ơi. Len Quảng Châu 150 sale 99 trên like thôi nha, xuống ngoài không bán giá này được nha. Đầm ngoài sau á mọi người, đầm ngoài sau em bán 99.000, comment mã là đầm đỏ 99 giùm em là có đơn. Ba lỗ riêu 25 cho Mai thôi à. Comment mã là áo Quảng Châu 99k đi, nhận hàng mới biết hàng này đỉnh rõ nào. À, cái áo này em nhớ em đã từng chụp hình chung với lại cái quần ống gọng đen. Khách chốt thật sự khủng khiếp luôn, không có hàng bán và bị bơm một con sale 99.000 luôn. Trăm mấy lận mấy bà. Rồi, comment mã giùm em là áo Quảng Châu nha, 99k. Hàng đúng đẹp, đúng con nó mặc tết đỉnh, con nó mặc tết được, hàng nó đẹp. Rồi chốt liền em, con này là nu nha mấy chị, 30.000. Áo nu giùm em 30k. Áo nu 30 giùm em nha mấy chị ơi. Áo nu 30.000, quá rẻ. Rẻ quá luôn á. Đỏ 99 ngoài sau, ok Diệu Ca có đơn. Rồi comment mã là áo Quảng Châu giùm em luôn, con này sale 80. Comment mã là áo Quảng Châu đen giùm em nha, sale 80. Đúng mã giùm em là áo Quảng Châu đen mới có đơn. Dương Tê Nhi áo nu, Dương Tê Nhi áo nu có nè. Uyên Nguyên thấy comment của Uyên Nguyên nha. Rồi mình chốt liền giùm em áo Quảng Châu nha mấy chị, áo Quảng Châu giùm em 80. Áo Quảng Châu 80. Rồi comment mã là ba lỗ 25. Ba lỗ 25 giùm em, ba lỗ hồng 25k. Ba lỗ 25, thấy em nha Thùy Thanh ơi, thấy em. Thấy em nha. Rồi thấy em nha Nhi Khanh ơi, thấy em. Rồi comment mã giùm em là trắng 39k nha, có mít ngực, trắng 39 giùm em có mít ngực. Ví đen nè Huỳnh Như, ví đen nè em 29.000, ví đen nè, comment mã là ví đen 29 giùm chị nha. Đây, có rất là nhiều ngăn luôn, comment mã là ví đen 29. Ví đen đây 29k nha mấy bà, hình gấu Mochino giùm em rất là xịn. Ví đen giùm em 29k nha, 29.000 thôi bà ơi, cực kỳ đẹp. Trắng 39 cho Phương Trâm. Ví đen cho Bảo Văn. Rồi cái này còn một cặp luôn, sale cho mọi người 25k, comment mã là ba lỗ nhạc giùm em 25. Comment cho quá chị ơi, em thấy đúng rồi chứ không thấy comment của Uyên Nguyên luôn. Rồi chốt liền giùm em con này là ba lỗ 25, ba lỗ giùm em 25. Còn hai con. Đập đi. Rồi quần legging em sale đồng giá cho mọi người là 9k nha mấy bà ơi, khỏi chọn màu đi. Quần legging giùm em 9k, khỏi chọn màu đi. Về mình mặc chung với lại cáo thun giùm em, một cáo thun đen thôi là mình mặc hết được tất cả các quần màu trên này nha mấy bà. Hoặc là một cáo thun trắng giùm em là mặc được hết nha. Ba lỗ 25 cho Mai thôi à. Quần thái luôn mấy bà, sale 9k. Ba lỗ 25 cho Thanh Ngân. Comment mã là quần legging giùm em 9k. Quần legging giùm em nha, 9k luôn. Cái con quần này co giãn từ 40-50kg quay lại vừa cho em nha. Chất co giãn cực kỳ luôn, 40-50kg vừa giùm em. Comment mã là quần legging nha, mấy bà, quần cuộn hắc hò vậy nói bà ơi. Một con quần 9k. Comment liền cho em mã là quần 9k giùm em, khỏi chọn màu đâu. Có sĩ em ơi, có sĩ như Mỹ Huyền ơi. Comment liền cho em mã là quần 9k là có đơn. Quần 9k cho Thảo. Quần 9k nè, còn nhiều. Rồi chốt mã quần 9k đi, còn lắm bà, chốt đợi thoải mái đi. Chốt thoải mái đi mấy bà ơi, quần 9k còn nhiều. Quần 9k còn nhiều nha. Rồi. Rồi đó quần 9k nè, có một con đen nữa. Rồi quần 9k đủ màu. Quần 9k đi mấy bà ơi, có 9k thôi nha. Rồi còn nhiều lắm, mọi người cứ chốt đơn quần 9k đi. Rồi con hồng này 30, comment mã là áo hồng 30 giùm em. Cái đầm ngoài sau 50kg là mặc bao xinh luôn á cục vàng ơi. 50kg là mặc bao xinh cái đầm đó luôn á, thật sự nè. Bên trong nó có cái quần nữa nè, kiểu như là nó là một cái zoom á. Một cái zoom á, thật sự chứ không phải là một cái đầm luôn. Một cái zoom, bên trong nó có một cái quần nữa nè, mặc rất là đẹp. Trời ơi, bữa mặc rồi, mặc đi trên Noel nữa rồi, cực kỳ xinh.
phải nói là đúng xinh luôn, kiểu nó rất là thoải mái mấy bà, kiểu nó có một cái quần bên trong mà nó rất là thoải mái, không có sợ bị lộ gì trơn á. Mình comment mã là đầm 99 giùm em nha mấy bà. Hồng 30 cho bé Vy. Hai quần lét ghi 9k cho Bảo nè, lét ghi 9k cho Phạm Thị Diễm Quỳnh, lét ghi 9k cho Ngọ Nhi, quần 9k cho Phương Trâm, quần 9k hai cái cho Kim Hà Trần, lét ghi 9k cho Thanh Trúc, quần 9k ba màu cho Nhi Huỳnh, quần 9k cho Thanh Trúc. Rồi mình lên liền giùm em con này là áo kiểu 45 nha mấy chị. Áo kiểu giùm em 45, hàng không đẹp không bán luôn. Con này mặc lên nó hơi bị hách ngực thôi. Nó hơi bị hách ngực thôi chứ nó không hách ngực khủng đâu. Nó hơi thì bị hách ngực tại vì nó quá đẹp mọi người ơi. Mọi người ơi phải nói là đúng xịn luôn á bà. Nhìn lên hách ngực, căng tròn cái ngực giả mang luôn. Comment mã giùm em là áo kiểu 45. Áo kiểu 45 cho Nguyễn Hoang. Rồi comment mã giùm em là sơ mi trắng nha mấy chị yêu, 40.000 sơ mi Quảng Châu giùm em luôn. Sơ mi trắng giùm em 40, cái này sơ mi Quảng Châu. Sơ mi trắng giùm em 40 nha, sơ mi Quảng Châu. Mix thêm cái quần này có 29k à. Comment mã là quần 29, còn sơ mi là 40. Trời ơi, một set đồ luôn siêu đẹp. Set đồ siêu đẹp luôn. Áo 40 còn quần 29, trời ơi đỉnh nha, set chưa đến 99.000 nữa mấy bà. Rồi chốt liền giùm em sơ mi cho Phạm Thảo nè, còn quần cho Mẫn Nhi. Hàng Quảng Châu mà. Wow. Ê, cái túi chứ mang hết chưa? Hết chưa? Hết rồi phải không? Này cái túi hết không? Rồi. Rồi comment mã là quần trắng giùm em nha, 19k một con thôi. Quần trắng giùm em 19.000 có một con rồi mấy chị ơi. Quần trắng 19k có một con thôi à. Ôi ơi, yếm đặt trước nhớ chuẩn định mặt nè. Định mặt cái yếm này đặt trước khoảng 150 nè. Rồi xe cho mọi người 99 luôn trên live. Yếm giùm em 99 cái này là yếm jean hàng tao bao nha mấy chị. Yếm jean hàng tao bao giùm em nha, 99.000. Comment mã là yếm jean quần giùm em. Quần trắng 19 cho Mai Thoa. Không ai chốt, cái này mặc thấy cưng dữ luôn á. Yếm giùm em 99 nha. Cái này tới 150 lần mấy bà ơi. Yếm 99 cho Thanh Thúy nè. Rồi con này là yếm đen giùm em sale 45. Con này yếm đen giùm em nha, sale 45 luôn. Trời thấy cưng quá. Co giãn nha mấy chị. Cái này co giãn giùm em. Yếm giùm em 45 là có đơn nha mấy bà. Yếm giùm em 45k. Trời thấy cưng lắm. Tôi nói thật sự nó rất là thấy cưng. Bán rất nhiều à. Bán nhiều à, và sale luôn 45. Và sale lỗ luôn 45. Comment mã là yếm giùm em 45 nha mấy chị ơi. Chắc co giãn luôn á bà, cực kỳ đỉnh. Yếm đen 45 cho Phạm Thảo nè. Rồi mọi người chốt yếm giùm em 45. Ngọc Linh Nguyễn có yếm 45 nè, rất là xịn. Yếm 45 cho Vi em. Rồi em còn một thôi mấy chị comment liền. Yếm 45 cho Phương Trâm hết. Em hết nha. Rồi comment mã là chân váy giùm em 30.000 luôn. Chân váy 99 xe 30. Chân váy này có quần lót bên trong nữa nè mấy bà ơi, rất là đỉnh luôn á. Chân váy này nó có quần lót bên trong nữa nè mấy bà. Còn mấy mã chân váy trắng giùm em 30k, mấy chị còn 3 con thôi. Nó quá xịn luôn á nè, tầng của nó rất là nhiều. Chân váy trắng giùm em 30.000 nha mấy bà. Chân váy trắng giùm em 30. Đai mít đường nào cũng đẹp chân á. Mặc kiểu gì cũng xinh chân. Chân váy trắng giùm em 30.000, 4 con. Chân váy trắng giùm em 30k. Rất xịn luôn. Free size tình yêu ơi, từ 40-55kg quay lại vừa. 40-55 thôi mấy bà, hẹp lắm. Chân váy trắng giùm em nha, 30.000, hàng không đẹp không bán. Chân váy trắng giùm em 30. Một đứa ở trước lấy chân váy tennis mình chế ai. Chân váy tennis ở dưới sờ rộng mới về chưa. Chân váy tennis á. Rồi cầm em mã là áo ống giùm em nha, 9k. Còn được 1, 2, 3, 4. Áo ống 9k còn được 4 con là hết hàng, cháy hàng. Áo ống giùm em 4 con. Váy trắng 30 cho Diệu Vy, chân váy 30 cho Trinh Trinh. Rồi chốt mã giùm em là áo ống 30 9K. Cho Khánh Huyền. Chân váy ở lộn áo ống giùm em mấy chị 9k thôi, còn được 1 2 3 4, 4 con chi ăn 9k. 4 con áo 9k. 4 con áo 9k, nhanh tay mấy bà, làm gì nữa là mua được con áo đó 9.000 đâu. Mặc đường nào cũng xinh giùm em, chỉ cần mặc vô mít thêm cái áo khoác ngoài thôi là xinh. Nha 9k quá rẻ. Rồi cảm ơn một lần thôi chị yêu ơi. Thạch Kim Ngân có đơn nè, Hồng Hạnh có đơn nè, rồi còn hai đó mấy bà. Lên liền giùm em con này là cô. Lên liền giùm em bảo là áo cô gái nha mấy bà ơi. Áo ống 9k cho Phạm Thị Diễm Quỳnh nè.
À, ống 9K cho Phạm Hăng. Rồi sao nó tắt đèn luôn rồi bà, tối thui vậy. Rồi mình chốt liền cho em con này nha mấy chị. Con này giùm em là cô gái nha mọi người, size 35 cao luôn, là hết hàng. Áo cô gái giùm em, hàng Quảng Châu giùm em nha mấy chị. Hàng phải gọi là đúng xịn luôn. Áo là thun của nó rất là đẹp luôn. Comment liền cho em mã là áo trắng 35K. Áo cô gái giùm em nha, 35.000 còn 3 con. Trời ơi, áo này áo thun rất là xịn luôn á. Thun Quảng Châu giùm em nha mấy chị ơi. Áo ống hết rồi mọi người ơi, áo ống hết rồi. Comment mã là áo cô gái giùm em nha mấy chị. Cái form áo cũng tựa như là cái áo em đang mặc đó mấy bà. Tựa như áo em đang mặc á. Rất là đẹp, mặc mít chung cái quần à, quần dài giùm em là xinh nè. Cứ mít chung cái quần dài hoặc cái quần giấu quần à, cái quần đùi giấu là được lắm bà ơi. Nguyễn Diệu có cô gái 35 nè. Chốt đi mấy bà ơi, hàng không đẹp không bán. Hình in của nó bao nét luôn nha mấy bà. Rồi, chốt mã giùm em là áo cô gái 35K. Ok, chúc Quỳnh đang like sao chép tin nhắn được em ơi. Đang like không chép tin nhắn đâu em. Trời ơi. Trước em bán loại 99.000 không mà giờ em bán loại 120. Giờ em sale cho mọi người nhiêu giờ? Giờ sale cho mọi người 35K nha. Bà nào nhanh tay thì có đơn nha thật sự. Cái chân váy này mọi người mua mọi người phải cho em xin một cái feedback nha. Phải hàng đỉnh, hàng đẹp giùm em nha mấy chị. Không đẹp em cho mọi người chẳng hàng luôn, ok chưa? Rồi chốt luôn giùm em là chân váy 35.000. Cái này không phải là hàng thường 20-30.000 đâu nha. Cái này gọi là hàng siêu cấp giùm em. Hàng này đang bán 120 nha mấy bà. Rồi em sale cho mọi người 35K có 3 màu nha. Comment mã là chân váy trắng, chân váy đen và chân váy nâu giùm em. Ít ga mấy bà cũng phải có 3 màu giùm em nha bà. Không đẹp không bán nha. Ít ga phải có 3 màu giùm em. Comment mã là chân váy 35 kèm màu giùm em nha mấy chị. Mỗi màu 5-10. Mười không? 5 hả? Mỗi màu 5 hả? Trời ơi, mỗi màu còn có 5 thôi. 5. Nè, chân váy này gọi là chân váy xịn giùm em nha. Cái chất mọi người cầm mới biết, chất của nó đúng mềm luôn á. Đây bên trong có quần lót có khóa kéo giùm em nha. Kèm màu giùm em chân váy trắng đen nâu, 35K giùm em, trắng đen nâu giùm em nha. Mỗi màu 5. Cái gì? Nâu 4 đâu? Tại tôi lấy cái. Mỗi màu 5 mà. Ờ, nó lấy cái rồi. Đúng đẹp luôn á, vải nó gọi là đúng xịn luôn á bà. Hàng này trăm mấy không phải hàng thường. Nhận hàng mới biết, hàng thường nó sẽ mỏng lét à. Hàng thường nó mỏng lét mà form nó không chuẩn đó mấy bà. Đó, hàng này là hàng xịn giùm em nha. Nếu mà nhận hàng mà hàng thường cho tôi xin một cái đánh giá xấu nha mấy bà nha. Đừng có tiết kiệm một cái đánh giá với tôi nha. Xấu mọi người cứ chê là xấu giùm em và đẹp mọi người cứ khen đẹp nha. Đừng có tiết kiệm một cái đánh giá giùm em nha mấy bà ơi nha. Thật sự hàng không đẹp không bao giờ mà em bán luôn mấy bà ơi. Làm chi bán một cái chân váy mà vừa lỗ mà vừa mắc uy tín luôn mấy bà. Đó, đây một bên trong của nó sẽ có một cái quần lót nha. Ừ, phải gọi là siêu phẩm mấy bà, phải gọi là siêu phẩm gì nó quá đẹp. Đây nó có khóa kéo nữa, mỗi màu chỉ còn được có 5 cái thôi mấy bà. Lên liền giùm em, chân váy trắng, chân váy đen và chân váy nâu giùm em nha mấy chị. 35.000 thôi, trời ơi nó quá rẻ luôn chưa ha. Rồi, chân váy đen nè trời. Nó đẹp quá. Chân váy nâu giùm em luôn mấy chị. 35K màu nâu này hơi bị đẹp. Màu nâu này chắc vải hơi bị đẹp nha mấy bà. Màu nâu này vải đúng mềm luôn á, form mới nó chuẩn à. Mít thêm cái áo mà áo crop top rất là đẹp nha mấy bạn ơi. Trắng đen nâu giùm em 35K. Đọc đi em. Còn 3 đen hả? Hết đủ trắng chưa? Trắng còn nhiều. Đúng rồi. Đủ trắng còn nâu, nâu còn nhiều. Hết rồi. Nâu còn đen nhiều. Đen còn 3 cái. Đen còn gì? 3 cái gì? Là chốt rồi còn 3 cái. Chưa chốt, còn 3 cái chưa chốt đen phải không? Rồi đọc đi. Chân váy trắng 35 cho Ngọc. Ngọc Phan Chương. Một lần thôi nha mấy chị. Chân váy trắng 35 cho Ngọc Huyền. Quá đẹp. Chân váy 35 cho Mai Thôi. Ủa là lấy màu nào? Rồi. Mai Thôi Chinh Chinh, chân váy 35 không kèm màu nè. Rồi. Chân váy trắng chân 35 cho Khánh Bằng. Đúng đẹp luôn á bà, form rất là chuẩn. Chân váy trắng 35 cho Nguyễn Nhi. Chân váy trắng 35 cho Yến Nhi. Hết trắng nè. Hết trắng nha mấy bà ơi, em hết trắng rồi. Rồi em đọc tới đây là hết trắng rồi. Chân váy nâu đen 35 cho Hồng Hạnh. Chân váy nâu 35 cho Ngân Lê. Chân váy nâu 35 cho Linh Đan Nguyễn. Chân váy đen nâu cho Thanh Thúy. Hết nâu còn đen. Hết nâu rồi mấy bà ơi, còn đen thôi. Mà nào mà thấy chưa đọc tên đổi qua đen liền thì nghe mấy chị để hết còn hàng. Còn 3 cái đen. Còn 3 cái đen hết biêu không? Ừ. Rồi, mọi người ơi, ai mà chưa đọc tên á, mình đổi qua đen giùm mà hết nâu luôn đúng không? Ừ. Rồi ai mà chưa đọc tên mình đổi qua đen giùm em đi mấy bà ơi. Nhận hàng cái chất vải này mấy bà mới biết là hàng nó đỉnh cỡ nào, không có điêu đâu. 35 người mấy bà tưởng hàng này là hàng 200 mấy không luôn á. Trời ơi cái chất vải nè. Nó đúng xịn luôn mấy bà ơi, thật sự. Rồi em rồi ok Dương Bích Trâm, ok em.
Mấy bà nhận hàng mấy bà mới biết là cái hàng này tưởng là hàng một trăm mấy không á. Này chưa kèm mèo nè. Ờ, váy đỏ 99 không chị, còn á còn á Trần Quang Vinh ơi lặt thì chốt kèm giá gì ở kèm kèm màu kèm số điện thoại giùm chị nha Quang Vinh này. Ờ, Mai Tho với Chinh Chinh nè, Mai Tho với Chinh Chinh không lấy mà không có comment màu chứ để cho em màu đen nha nha. Mai Tho với Chinh Chinh ơi, không có kèm màu là lấy ngẫu nhiên đúng không em, và chị sẽ lấy hai màu cho em là màu đen nha. Rồi cứ lên đơn giùm em đi, hàng không đẹp không bán đâu mấy bà, hàng không đẹp không bán đâu. Rất là xịn luôn á, 35.000 là nó quá rẻ luôn á. Nè, gọi em chơi, gọi em chơi, gọi em chơi ra. Nó quá trời đẹp đi. Giống như chơi. Rồi cầm em mã lau quần à. Váy đỏ 99 ok, Trần Quang Vinh. Trần Quang Vinh khách mới, lên kèm số điện thoại giùm em cái cho anh ơi. Trần Quang Vinh này à, bạn nam hay gì nè. Rồi lên kèm số điện thoại giùm em cái nha. Rồi chút liền giùm em con này là quần legging giùm em 19k. Quần legging 19 ta mua tặng người yêu người ta sao? Hay là vợ người ta lấy cái Facebook người ta mua sao ấy nè. Áo dài bao nhiêu ký vừa? Áo dài từ 40 đến 60 ký nha. Rồi mình chốt liền giùm em con này là quần đen 19k. Quần đen 19 rồi ba ga luôn 19k. Nằm đỏ 99 ok Huỳnh Như. Rồi ngưng nằm đỏ nha. Rồi nằm đỏ 99 cho. Ở ngoài ngoài còn không? Ngoài có treo nữa mà. Còn đang cái nhiều. Rồi hết rồi. Rồi chúc liền giùm em con này. Trần Quang Vinh không có số điện thoại địa chỉ. Để cho Huỳnh Như. Huỳnh Như nằm đỏ 99 nè. Rồi 3 gam 19 quần legging 19 đọc nha. Quần 19 cho Thảo Thảo. Nằm đỏ. Chân váy giùm em 29k. 3 gam 19 cho Thanh Thúy. Chân váy giùm em 29 nha mấy chị. Chân váy giùm em 29k. Trời ơi cái áo lên vẫn cho khách thử thôi. Khách thử rồi xong bị lạc vô đây rồi. Rồi comment mã giùm em là áo len Quảng Châu sale 60.000 nha. Cái này là hàng shop khách thử đó mọi người. Khách thử nó bị lọt lạc vô hàng sale á. Rồi chốt liền giùm em con này là trắng 60 hàng Quảng Châu. Trắng giùm em 60. Trắng 60. Ủa sao 3 ga nhiều vậy? 3 ga này đang bán 40 nha mấy bà. Comment mã là 3 ga 40 giùm em, trắng 40 hoặc đen 40. Rồi áo Quảng Châu 60. Rồi chốt liền giùm em con này là ê, hình như chế cũng có lấy cái này. Trắng 60 cho Ngân lên. Rồi chốt liền giùm em con này là trắng 40 hoặc là đen 40 giùm em. Trắng 40, đen 40 giúp em nha. Rồi chân váy, một cái chân váy tặng kèm thêm một cái đai nữa. Comment mã là chân váy giùm em 50k. Chân váy tặng cái đai nữa, có quần lót bên trong, chân váy 50. Chân váy 50 giùm em nha mấy chị. Chân váy 50, đen cho Ngọc Linh Nguyễn, ba ga đen cho Ngọc Linh Nguyễn. Ba ga em còn trắng mọi người đổ qua trắng giùm em nha. Ba gam còn trắng à. Rồi cầm em mã là chân váy giùm em 30.000. Chân váy giùm em nha, 30k. Mã là chân váy 30. Chân váy 30 giúp em. Rồi cầm em mã là đầm hồng. Cái đầm này 220 nè, sale hôm nay duy nhất luôn. Đầm gấu dâu sale mọi người 70. Đầm gấu dâu em sale 70.000 nha mấy bà ơi. Váy đỏ 99 em hết rồi, Quang Vinh hồi nãy không lên kèm số nội em hết luôn rồi. Rồi mọi người chốt liền em con này là váy hồng 70k. Váy hồng 70 đi mấy bà ơi, cực kỳ dễ thương luôn, có gấu dâu nữa, rất là đẹp. Váy hồng 70 nha. Cái ba ga này phải không? Còn cái ba ga phải không? Thấy không? Không biết. Đây để tao lái. Bả vô di 70 cho Quách Bảo, bả vô di, bả dầm nha. Trời ơi, ê mọi người, cái váy này, cái ba ga này á mấy bà biết không? Mấy chị hot girl đang bán 100 mấy nè, trời, tôi không có deal luôn á. Tôi nhập về mà tôi bán tôi tưởng là tôi rẻ nhất luôn á. Thật sự người ta bán 100 mấy luôn á. Hồi trước tôi mua tới 100 mấy, thật sự tôi tưởng là tôi rẻ, tôi bán mua rẻ. Nhưng mà ai ngờ tôi nhập về tôi bán có 40.000 thôi. Comment mã giùm em là ba ga trắng 40 nha. Trời ơi cái mút của nó mặc lên cực kỳ sexy nha mấy chị. Cực kỳ sexy. Váy váy đỏ em hết rồi, Quách Bảo có. Rồi comment liền cho em mã là quần ống rộng 30.000, quần ống rộng đen nha mấy chị. Đen 30 giùm em là có đơn. Đen giùm em 30.000. Mã đen giùm em 30k. Đen 30 giùm em nha. Cái quần này màu mẫu còn không à, mẫu một à. Rồi trắng giùm em 19k, mấy quần tách ta ấy nè, mấy quần tách ta. Trắng 19, đen 30 cho Nguyễn Ngoan. Đen 30 cho Nguyễn Ngoan. Rồi trắng 19, hồng giùm em 19 luôn. Trắng 19, hồng 19 giùm em nha mấy chị. Trắng 19, hồng 19. Về 9 rưỡi hả? 9 rưỡi đi về. Rồi trắng 19, hồng 19 giùm em. Bo, tôi bo một nụ hôn nồng cháy.
Rồi chúc liền giùm em con này là 3 ga nha mấy chị, 39k. 3 ga giùm em 39 chung với trắng nữa hết rồi Nguyễn My rồi. 3 ga cho mấy chị có một con thôi 39k. Mấy trắng nào lấy gì? Đen 40. Này ha. Có đâu rồi? Có lại đâu này. Nè, đen 40 là cái 3 ga. Lại đọc 19. 3 ga chứ đọc 40 mấy đọc 19 đâu. 3 ga trắng 40, đen 40 mà bà. Trời bớt ngồi kế bên. Rồi chốt liền giùm em con này. Chốt liền giùm em con này là con này giùm em là chân váy nha, 30.000. Chân váy giùm em 30k. Cái hồng này có đơn rồi nè, cái trắng cũng có đơn rồi luôn rồi. Cái hồng có đơn rồi nè, cái hồng 19 cho Thanh Tâm hay gì đó. Quần trắng hồng 19 cho Thanh Tâm luôn kìa. Nãy cái trắng đâu? Cái trắng cho Thanh Tâm, cái hồng nó Thanh Tâm lấy luôn rồi. Rồi trắng hồng 19 cho Thanh Tâm. Biết đọc gì vậy? Bà không biết đọc chữ gì á, người ta comment hai chữ mà bà cứ để có một cái. Ủa không biết đọc chữ thôi đi đừng nha. Bolo giùm em 29 nha mấy chị. Comment mã là bolo 29 giùm em. Bolo 29 nha. Thiệt luôn á, chân váy 30 nè đọc đi. Chân váy 30 nè. Chân váy nó 30 đọc đi em. Chân váy 30 cho Thanh Thúy. Rồi con này giùm em là bolo 29, đọc bolo 29 luôn nè. Bolo 29 cho quần nhảy răng. Rồi con quần này sale 70 nha. Comment mã giùm em là SL nè. Rồi ơi hàng này á khách thử xong cái nó bị lạc vô hàng sale, nó sẽ nhăn nheo một lắm. Rồi xe 70 luôn nha, xe L dùm em. Comment mã là quần L70 đi về giặt cá là ok. Cái này là hàng khách thử đó mọi người. Rồi comment mã dùm em là quần 70 xe L. Quần 70 xe L dùm em. Rồi comment mã là ngố dùm em nha, 40 chắc co giãn. Ngố dùm em 40 chắc co giãn mấy chị. Quần ngố dùm em 40.000 chắc co giãn nha. Ngố 40 chắc co giãn luôn. Ngố 40 chắc co giãn. Quần 70 cho Thạch Thanh Ngân. Rồi sơ mi dùm em nha, 30k. Sơ mi 30. Sơ mi 30. Quần 70 cho Thạch Thanh Ngân. Ngố cho Bảo Na. Rồi chốt liền nha em con này là trắng 19k. Trắng nha 19.000. Trắng 19 luôn nha mấy chị. Rồi thun trắng 20. Sơ mi cho Nguyễn Hoang. Sơ mi cho Nguyễn Hoang. Rồi chốt liền nha em con này thun 20. Con này thun nha 20. Thun 20 giùm em nha. Trắng 19 cho Thanh Trúc. Rồi con này giùm em thun trắng cho Nguyễn Ngoan. Con này giùm em là áo kiểu đen 30k. Áo kiểu đen nha mấy chị ơi, 30.000. Áo kiểu đen 30. Áo kiểu đen 30 giùm em nha. Áo kiểu đen 30. Quần hồng giùm em 19k. Quần quần hồng nha mấy bà. Quần hồng 19 giùm em. Quần hồng nha mấy chị 19k. Quần hồng 19. Áo kiểu đen cho Nguyễn Ngoan. Rồi quần hồng 19. Quần hồng 19. Áo kiểu đen cho Nguyễn Ngoan. Quần hồng 19 nha. Thấy em nha Trần Thị Hà Vy ơi. Một đôi dép mấy bà ơi. Trời ơi cái đôi dép này 200 mấy nè. Hồng 19 cho Thạch Kim Ngân. Trời ơi size mấy đây, 35. Hàng 100 mấy 200 mấy nè. Không biết nữa đeo á. Rồi tặng cho mọi người à. Tặng cho mọi người giá là 50 nha. Cầm em mã là dép 50 giùm em. Dép này hơi bị xịn đó mấy bà. Dép này hơi bị xịn đó, size 35. Dép 50 cho Trần Thị Hà Vy. Rồi chốt liền giùm em con này là sơ mi. Hết dép nhé bời. Rồi chốt liền giùm em con này là sơ mi thiêu. Sale 30.000. Sơ mi thiêu giùm em 30k. Sơ mi thiêu giùm em nha 30.000. Sơ mi thiêu 30. Rồi chốt mã áo kiểu giùm em luôn 30 nha. Đây quá trời xịn luôn. Áo kiểu 30. Áo kiểu 30. Sơ mi thiêu 30 cho Bảo Na. Rồi chốt liền nghe con này là áo kiểu 30 luôn, áo kiểu 30. Rồi 3 ga 19 luôn. Áo kiểu 30. Hết sơ mi nha mấy bà. Rồi chốt liền cho em con này là 3 ga 19k. Mã là 3 ga nha 19.000. 3 ga 19 giùm em con thôi. 3 ga 19, 3 ga 19 cho Mùi Nhã Trăng. Áo kiểu 30 cho Vi em. Rồi con này giùm em nha. Con này giùm em là thun 19k. Thun 19 nha, sơ mi trắng hết rồi em ơi. Thun 19 nha, mẫu con cái thôi. Đọc đi thun 19 ra rồi. Thun 19 cho Trần Thị Hà Vy. Gì? Có thun anh người. Rồi con này nó bị dính đăng tí nè. Theo dùm mọi người luôn. Con này 1k. Comment mã là áo 1k dùm em nha. Về giặt là được, không gì chứ. Không bị gì chứ. Áo 1k đi. Áo 1k. Áo 1k. Rồi comment mã giùm em là xanh nha 9k. Thun xanh 9k.
áo 1k cho Thạch Thị Kim Ngân. Thạch Kim Ngân, áo 1k cho Thạch Kim Ngân. Rồi con này giùm em là áo 9k một con luôn, áo 9k. Áo 9k hết, áo 1k anh còn áo 9k. Áo 9k cho Trần Thị Hà Vy. Rồi Trần Thị Hà Vy, coi chân váy này còn 2, còn 3. Chân váy này còn 3 sale 19k nha, cầm em mã là chân váy tầng giùm em 19.000 nha mấy chị. Chân váy tầng giùm em 19, bên trong nó có quần lót. Chân váy tầng 19 có quần lót có khóa kéo 40-50kg quay lại giùm em. Chân váy 19k, chân váy giùm em nha, 19k được 3 con. Chân váy 19 còn 3 nha mấy chị. Ê mở giùm chế, mở giùm chế cái này à. Chân váy 19, cầm em mở là chân váy 19. Ê có nước không? Chân váy 19 cho Ngọc Linh Nguyễn. Chân váy có, có nước không? Mình có, để nó mua. Nga như vậy Trần Thị Mỹ Huyền rồi, em ơi khách mới lên kèm số nội giùm em nha. Trần Thị Mỹ Huyền khách mới lên kèm số nội giùm em nha chị ơi. Thôi cái set này hơi bị, ôi trời ơi, 2 set luôn mới ghê á. Set 130 nè, tiêu sale 70 nha, bà nào nhanh tay comment liền cho em mã set bèo xanh nè, mấy bà nhớ cái set này không? Gọi là siêu phẩm luôn á, gọi là phải cực phẩm luôn, bán quá nhiều rồi đó. Rồi cái xanh lá ở dưới lá này hả? Cái nào vậy? Cái này xanh lá hả? Cái này xanh dạ quang. Cái nào xanh dạ quang đó em. Cái này sale 20.000 luôn đi, chờ cái váy Barbie doll thôi mấy bà. Đây cái vải mấy bà nhận hàng mới biết cái chất vải nó đẹp cỡ nào. Đó bà nào mà da ngâm á, hút con này đi biển cho mày em đi, hơi bị xinh. Da ngâm á là đẹp lắm á. Mấy bà thường mấy bà tay tay á chốt mặt rất là đẹp, da ngâm mặt rất là xinh, 20.000 luôn đi. Đi biển đẹp giống hả? Đi biển á, ở đây thì có biển đẹp đất, biển đẹp đất đó, đi biển gì nữa. Đi biển nghịch đất chụp hình bao đẹp luôn mấy bà, giỡn quá. Mấy bà mua, mấy bà đang ở đây, mấy bà biết biển nghịch góc không? Là biển ở chỗ em mấy bà. Biển nghịch góc mấy bà ơi, rất là hot luôn á. Biển gần nhà em á một người là biển nghịch góc á. Nói tiếng mà, biển nghịch góc á chứ. Ai không biết chứ. Lên Google là biết biển nghịch góc liền. Body xanh hồi nãy chứ hot là như ý rồi. Rồi chút liền em con này là set bèo xanh nha mấy bà. 70.000 luôn, trời ơi, bán lại mỗi cái tình cảm với mấy bà luôn. 130 sale 70. 130 sale 70, lỗ 60.000. Úc Nhí xếp 70 nè, Úc Nhí có xếp 70. Rồi chốt liền cho mấy bà xếp bèo xanh đi, không còn gặp lại nữa đâu. Mấy bà này bị xả, bị bơm mới ra thôi. Đó, hết muốn xỉu luôn á. Xếp vào xem Nguyễn My ơi, khách mới. Ủa, Nguyễn My kèm giá em chị. Nguyễn My ơi, kèm giá vô kìa ơi. Không có giá nào, Nguyễn My kèm giá gì chuyện cái. Nè, có giá quá trời, VIP luôn vậy. Ôi ôi set này đẹp nha mấy bà, Mochino luôn, cầm em mã giùm em là set. Set set cam giùm em nha mấy chị, sale mọi người à 60. Trời ơi quá trời hot. Set cam 60. Set bèo xanh cho Nguyễn My. Và set cam nha 60. Trời ơi vải đúng xịn luôn á. Phải gọi là vải đúng xịn. Set cam 60. Set cam 60, ship 30.000 nha Nguyễn Huyền ơi. Set cam 60. Hả? Đúng rồi. Set cam 60 cho Nguyễn Diệu. Rồi chốt mã giùm em set cargo nha mấy chị. Set cargo sale 60, một cái áo và một cái quần legging. Set cargo giùm em nha, 60.000, hàng đúng đẹp luôn. Set cargo giùm em nha, 60. Ok, Mỹ Huyền ok em. Rồi ok Cẩm Tiên xuống like chết tin nhắn. À set cargo còn được 2 set nha, 60.000 nha mấy đồng. Set cargo còn 2, 60.000. Trời ơi cái set này mà. Cái set này mà bị xả nha nè mấy bà, 45. Các em hỏi là set trắng 45 giùm em nha. Trời set này đúng xịn luôn. Vải nó đúng xịn luôn á, set trắng giùm em 45. Set trắng 45. Rồi chút mã set trắng giùm em 45. Set trắng nha mọi người ơi, 45 ra giùm em nha. Rất là xịn luôn. Đây, set trắng 45. Có xẻ luôn. Trắng 45 cho Úc Nhí. Rồi này. Trời ơi một đống áo luôn. Áo 2 dây giùm em nha, giờ sale luôn 9k, nhanh tay lên đơn nha. Áo này á, cho mọi người mua, không ở đâu bán một cái áo 9k luôn, áo 2 dây. Không thể nào mà thiếu một cái áo này giùm em mấy chị. Đây, cái này hàng nhập 60-70.000 luôn, giờ bán cho mọi người có 9k. Chục cái, 20 cái luôn, 20 cái 9k luôn. Comment liền cho em mã là áo 9k được 20 cái. Dây búng co giãn nổi bà ơi, không biết bao giờ mà nó hư luôn á. Comment liền cho em là áo 2 dây 9k, cái này được 20 cái mấy? 16 cái thôi mấy bạn, được có 16 cái thôi. Comment liền áo 2 dây 19k. Ủa 9k. Đọc luôn nha. Trời, một chồng luôn.
Trời ơi, chữ thiêu luôn nè. 40 nghìn xếp giùm em nha, xếp hồng 40. Nhanh tay có đơn nha, còn được 5 thôi mấy bà ơi. Xếp hồng giùm em 40 nha. Đúng tiện luôn á bà ơi, xếp hồng giùm em 40 nha. Quá xuất sắc. Xếp này mặc đi tập gym hay thể dục cũng xinh đó. Tập gym hay thể dục cũng xinh đó, xếp hồng giùm em 40. Xếp hồng nha mấy chị, 40. Rồi. 2 dây 9k cho Kim Ngân. Kim Ngân A2. Ủa là 2 dây 9k. Đúng rồi, 2 dây 9k. Áo 2 dây 9k cho Hí Con, áo 2 dây 9k cho Ngọc Dào, áo 9k cho Nguyễn Hoàng. Hí Con có gọi nè. Thạch Kim Ngân 3 áo 9k, Ngọc Lương Nguyên 2 áo 9k. Xếp hồng 40. Thanh Thúy 3 áo 9k. Út Nhí áo 9k, Bảo Na áo 9k. Rồi xếp hồng em đọc nha, xếp hồng cho Thị Thư. Xếp hồng cho Triệu Thanh Hương, xếp hồng cho Thanh Thúy, xếp hồng cho Phạm Thảo, xếp hồng cho Thạch Kim Ngân. Em hết xếp hồng nha mọi người, em hết xếp hồng. Ủa, kỳ vậy hả? Cáo thun 3158 mà mít không như là cái quần này á. Trời ơi, mít chung luôn á, một xếp luôn, thun 3158. Hàng phải gọi là hàng xốp nha mấy bà, không phải hàng thường luôn. Áo 9k cho Triệu Thanh Hương. Ê, cái xếp này bà nào không lấy em để mặc luôn mọi người, hàng đẹp. Còn em mãi giùm em là set xanh lá, em sẽ dùng người set này 70. Bà nào không lấy em để mặc. Hàng vải đúng đẹp luôn mấy bà. Hàng không bao mọc áo, không bao mọc 58 là một cái quần. Một cái quần găng rất là xịn. Và set xanh giùm em 70, kèm giá vô set xanh 70. Có giá là có đơn. Set xanh 70. Set xanh 70 cho Bùi Nhã Trăng, cầm em trước. Rồi chốt liền giùm em con này là thun 3158. Em sale cho mọi người 40. Ở phía sau nó bị dính nó đang tí không? Không á. Không, không, không có dính luôn hay gì. Ở trước nó bị dính lên tí nào về giặt là được. Xem mọi người 40, cầm em mã thun trắng 40, thun 3158 nha. Thun 3158 cầm em mã trắng 40. Trắng 40. Trắng 40 có đơn nha chị ơi. Trắng 40. Đỉnh vậy trời. Cầm em giùm em mã set xanh giùm em 30.000 luôn đi. Set xanh giùm em nha 30k. Set xanh giùm em nha mấy chị, 30.000. Set xanh 30. Rồi set bơ 30 giùm em. Chốt mã làm em là set bơ. Cái này là lụa 5D nha mấy chị, mặc siêu mát luôn. Mặc ngủ mặc ở nhà siêu mát giùm em nha mấy chị ơi. Màu này là set bơ giùm em nha. Một mặt một set thôi. Set bơ 30. Bơ 30 giùm em. Màu xám 30. Nãy giờ xem đá banh mà không xem la chị luộc luôn. Giận thấy ghê không? Giận chưa? Cái chị mặc là set á Thúy thì Thúy Trần ơi, cái gì mặc là set em set 65 ngàn á, set 65. Một áo với lại một quần 65k, cầm em mã là set chị mặc 65. Set hồng đâu rồi? Hết rồi. Set hồng hết rồi em ơi. Rồi mã là set cốm nha mấy bà, 30 nghìn thôi, quá rẻ. Set cốm giùm em 30. Cái này lụa 5D nha mấy bà, mặc rất là mát nha. Rồi chốt mã giùm em là set cốm bà. Ở set trời biết trời đồng nhầm màu luôn á. Set xám 30. Màu này là màu cốm giùm em nha, màu này là màu cốm giùm em 30. Màu này là màu be giùm em 30. Rồi, màu này là màu hồng giùm em 30, hồng 30. Rồi comment giùm em kèm màu. Hồng 30 là Thạch Kim Ngân lấy màu hồng này đó em. Màu hồng này là Thạch Kim Ngân lấy. Rồi xám 30 cho Khánh Băng, rồi mọi người cứ kèm màu giùm em nha. Rồi xám 30 cho Khánh Băng. Khánh Băng chưa cọc nữa cơ. Khánh Băng ơi, em cọc chưa em? Chị có nhắn tin cho em á, em cọc chưa? Cọc chị mới chốt đơn nha. Đúng rồi, Khánh Băng đúng rồi đó. Rồi đúng rồi. Rồi chốt liền cho Khánh Băng cọc mới để đơn nha em ơi. Trần Thị Hà Vi màu be 30 nè. Ok, Thạch Kim Ngân xếp hồng, không phải xếp hồng đó rồi. Không phải xếp hồng đó. Rồi chốt cho Trần Thị Hà Vi màu be 30 thôi. Trần Thị Hà Vi màu be 30. Thạch Kim Ngân. Gọi lên chế ơi. Gọi lên chế ơi. Phải test chờ, nó phải test hàng trước khi. À vậy là từ lúc mới mua vậy chứ ai test hàng đó rồi. Chứ ai test không bà? Tôi test em bệnh nữa. Vậy là máy tốt. Rồi chia sẻ mạnh lên mấy bà ơi. Chỗ cái ví Doraemon nè. Nhất định phải có một cái ví như vậy nha mấy bà ơi. 29 ngàn thôi. Có 29 ngàn thôi, tao nói đựng cả thế giới luôn. Đã có 29 ngàn rồi trời, nó bán gì mà. Tôi bán thật sự quá trời rẻ. Tôi còn phải công nhận là tôi bán rẻ. Trời ơi, ủa sao cái bọc này toàn là xếp không vậy? Ôi cái bọc này toàn là xếp không nha. Bà nào mà có đam mê xếp thì chốt nha. Bán ngon hả? Ừ, không sao. Ừ, không sao. Bán lô gì like luôn đi. Nha, lên luôn 2 like luôn ha mấy bà. Chưa dọn nó.
Bây giờ mà nhân viên em nó không cho em bán em cũng bán nữa. Rồi chốt liền cho em set này tới 130. Lần giờ sẽ cho mọi người set này 60. Comment mãi giùm em là set gấu hồng. Ủa nhầm, 50. Set gấu hồng giùm em 50 mấy chị. Set gấu hồng giùm em 50. Trời ơi quá đỉnh luôn, 130 sale 50. Cái gì vậy? 130 sale 50. Set 50 chốt nhí nè. Set 50 chốt nhí nè. Rồi chốt mãi giùm em nha mấy chị. Rồi chốt liền mẹ mã là set cô gái 50. Chốt mã set cô gái 50. Chốt mã set cô gái 50. À, ok, ok nợ tên Mai được nha em. Xịn quá à, set cô gái 50 mấy chị ơi. Set cô gái 50 giùm em. Cái quần nó đúng xịn luôn á, hàng này trăm mấy không à. Sale 50 hết. Set cô gái 50 giùm em, hàng này trăm mấy không. Set cô gái 50. Set cô gái 50. Rồi, stop đi, quá chị xong rồi. Cô gái 50 cho tiên cam. À, em ơi khách mới lên kèm số điện thoại, em chỉ có số điện thoại mới để đơn được em. Rồi comment mã là set hồng giùm em nha mấy chị. 45. Comment mã giùm em là set hồng 45 thun lụa rất là co giãn. Set hồng 45 cô gái cho tiên phạm. Rồi ok. Chốt mã set hồng giùm em nha, 45. Set hồng 45. Set hồng 45. Rồi một cái áo chỉ vai giùm em nha mấy chị. Kèm một cái quần nữa, set này set đen giùm em 50. Set đen giùm em nha 50, một cái áo chỉ vai một cái quần. Set đen 50 có lên nỉ chờ chút em ơi. Set đen nha 50. Set hồng. Hồng. Rồi ok em. Rồi set đen 50 cho Ngọc Giàu. Trời ơi cái set này quá cho xịn luôn á trời. 50. Set hồng giùm em 50. Set này quá xịn luôn, 3 món luôn, một cái quần và một cái áo nữa. 3 món 50 nghìn. Cảm ơn mã là set 3 món nha 50. Hàng đúng đẹp luôn. Set 3 món 50, vỏ đúng xịn. Set 3 món 50. Ờ, cầm mấy mã set cầu vòng giùm em nha mấy chị. 50. Set cầu vòng giùm em 50. Cái set này siêu siêu đẹp. Set 3 món 50 thịt kim ngang ok. Rồi set cầu vòng giùm em nha 50 luôn. Trời ai bán rẻ bằng em luôn á. Không ai bán rẻ bằng em. Set cầu vòng 50 nha. Set cầu vòng 50. Có khoác nhưng mà không có cặp rồi em. Thánh gì có khoác mà không có cặp rồi. Khoác cầu vòng 50. Một ví Doraemon cho Khoan Ngô ok. Rồi comment liền cho em mã set hồng 45. Set hồng giùm em 45. Chốt mã set hồng 45 nha mấy chị ơi. Set hồng 45 giùm em nha. Hàng đúng đẹp luôn á, set hồng 45. Set hồng 45. Ví Doraemon set hồng cho Thùy Thanh ok em. Đẹp quá, set hồng giùm em nha. Con này là set hồng 45 luôn nè mấy chị. Comment liền cho em mã là set hồng này 45 nha mấy chị ơi. Set hồng 45. Set chữ hồng thì mấy chị 45. Set chữ hồng giùm em nha 45. Cho Quách Bảo nè. Không có cái thôi, là đừng có chần chờ. Rồi cargo 45. Cargo giùm em luôn 45. Trời quá đẹp. Cargo 45 quá đẹp. Mấy bà ơi cherry nữa nè. Váy Babydoll rất là thấy cưng luôn. Cargo 45. Cargo hồng và cargo xanh nha mấy chị. Có màu cargo hồng và cargo xanh 45k. Cargo hồng và cargo xanh nha 45. Cargo hồng và cargo xanh. Dầu thơm có nam có tuy nhiên rồi có nha em. Rồi chốt liền nha em, con này là đuổi sơ mi đuổi giùm em 30.000. Set chữ hồng 45 cho chữ Vi, set chữ hồng còn không? Hết rồi. Hết set chữ hồng mà cargo hồng 45 cho Hồng Phượng. Rồi chốt mã giùm em là sơ mi đuổi 30k. Sơ mi đuổi 30. Sơ mi đuổi nha 30. Rồi xịn vậy, set xanh giùm em 45. Set xanh giùm em nha 45. Set này hơi bị đẹp. Set xanh 45 vải đẹp. Set xanh giùm em 45k. Trời gì vậy trời. Rớt đi. Chốt mã set xanh 45. Đúng rồi, Thúy Nhiên nhắn tin cho chế nè. Set xanh 45. Ủa mới nói set mà cho mày chứ thấy áo lẻ không muốn. Set xanh 45 cho thật. Lừa dối. Hai đứa mà nói, hai đứa mày nói cho mày set mà còn áo lẻ không nè. Lừa dối. Anh muốn chịu tăng giá rồi, tăng giá, tăng giá. Đây. Hai kìa. Vậy? Chi ông ai lan cầm hùng lên, cầm hùng lên. Chiếu lên nè. Ôi ơi áo kiểu tách có 19k thôi á mấy bà, quá trời rẻ luôn á. Nãy vừa xuống like cái chút gầm mấy trăm lô. Có 19k thôi mấy bà ơi, chốt nên thật sự quá rẻ luôn áo kiểu á. Còn không bao mộng 58 thì nãy xuống like nên nó không còn đủ hàng mà chia luôn các bà ơi. Nó rẻ vậy á.
tỷ nó chốt quá chị chốt luôn, hàng nó đẹp cỡ đó lắm mà, nhanh tay chốt lô nhanh, nhắn tin giùm em tỷ, nhắn tin đi thật sự chứ giờ mà tỷ lựa mẫu không biết chừng nào mới hết. Tỷ nhanh tay nhắn tin cho em nha, nhiều 50 gặp em mã giùm em là màu be 50 nha mấy chị ơi, thông qua 158 giùm em nha, hàng không đẹp không bán. Rồi set xanh 45 là nào vậy ta, set xanh có tảo hết rồi em ơi, set nó tảo hết rồi. Rồi mọi người chốt liền nha, con này màu be nha, 50 màu be giúp em nha, 50 Bảo Vân có be 50 nè, Bảo Vân có be 50 hiếm lắm, giờ nó không còn rất là hiếm nha mấy bà. Bây giờ em thấy đa số là người ta không còn mai hàng nỉ nữa, bây giờ chuyển qua áo khung á, nhưng mà bây giờ áo khung cuối năm rồi sắp hết rồi, áo khung còn cặp với Khánh Di. Rồi màu riêu nha mấy chị, riêu giùm em nha, 50 rất là xịn luôn, màu riêu giùm em nha, 50 riêu 50 đơn của em nhiều nhất, chị không ghép Khánh Băng rồi phải cọc chị mới làm đơn em, cọc với em ơi, đơn của em nhiều mà. Nguyễn Ngoan có riêu 50 màu lính nha mấy chị, còn em mã là màu lính giùm em nha, 50k thôi, trời ơi, quá đẹp luôn á, chữ nó là chữ dập phòng rất là đẹp. Rồi màu lính nha, một con nhíu luôn, màu lính 50. Hai con này nó như nhau nhưng mà nó khác màu, như nhau nhưng mà nó khác màu nha mấy chị, màu nâu và màu vàng. Màu lính nha, cái màu lính nó siêu đẹp luôn á. Thị Thảo là em lấy này hả Thị Thảo? Ok đúng không? Ok bấm chuyện cái ok, Thị Thảo gì để cho em luôn nè. Thị Thảo ơi lấy không, để báo chuyện á, gì để cho em luôn nè. Em để chị like nè cục vàng ơi, Thị Thảo ơi lấy báo chuyện nha. Ok không Thị Thảo ơi? Đơn thành đơn là bao nhiêu rồi? Em đọc chị ơi. Ý là Khánh Băng ơi, là bây giờ đơn của em nhiều quá, là nhân viên nó báo là em phải cọc để bên chị làm đơn á em ơi, chứ mà làm xong rồi em không cọc về sở đơn ra nữa mất thời gian bên chị lắm. Nên bây giờ là em cọc xong rồi là bên chị gửi bill luôn á em. Tại vì đơn nhiều quá em ơi, phải cọc bên chị mới làm đơn nha. Rồi mọi người chốt liền em, con này là màu cọc hả? Cái này cọc không? Ý cái này còn cọc luôn nè mấy bà, siêu đẹp. Ý màu cọc luôn á. Cái này mặc siêu đẹp nha. Mặc đôi với người yêu siêu Khánh Di đâu rồi. Khánh Di ơi cái này à. Ê Khánh Di lấy cái màu này không, cục vàng thấy không, màu riêu rất là đẹp luôn nè. Khánh Di lấy chị báo chị nè, màu riêu này rất là đẹp. Khánh Di lấy báo chị cái nha. À, đúng rồi Khánh Băng rồi, Khánh Băng đúng rồi em. Khánh Di đâu rồi bà? Khánh Di đâu rồi, đi ngủ rồi hả? Giờ này đi ngủ gì trời, áo không đẹp nè. Khánh Di lấy màu này ok cái ơi. Khánh Di ok, chị để cho là cái màu riêu cũng rất là bị đẹp luôn á. Ok, trời ơi, tao nói mặt nhít nách nha bà, mặt nhít xin cái phách phách nha. Ôi đẹp quá. Rồi ai có bò đi, ai có bò chụp hình, ai có bò mua đồ đi, mua đồ đôi tôi giảm giá cho về mặt chung với người yêu cho nó xinh. Rồi chốt liền em, con này là màu trắng nha mấy chị, màu trắng giùm em nha, 50 màu trắng 50 nha mấy chị ơi, siêu đẹp trắng 50 thun không còn nhiều đâu mấy bà, nhanh tay lên đơn trắng 50 còn cặp đó, nhưng mà chờ chút nha, Mỹ Kiều có trắng 50. Rồi chốt liền em, con này là màu xám 50, Mỹ Kiều khách mới, nhắn tin liền em số loại địa chỉ nha. Rồi màu chốt liền em, con này màu xám 50 mấy chị. Trời ơi màu xám này rất là hot luôn á, xám 50 hết trắng mấy bà ơi, có một cái à, xám 50 không có bồ cũng mua hai cái luôn nha. Chán bà thì chứ. Rồi chán bằng ăn lê thì chứ. Giờ này mà còn không có bồ nữa, xám 50 cho Mỹ Kiều. Rồi chốt liền em, con này là màu nâu 50, cái nâu không phải gọi là vui duyên mà là ta đang nói chuyện cái sinh động nha bà. Chốt liền em, con này là màu nâu 50, nâu 50 nha. Cái gì? Nâu 50. Tôi không mua nãy giờ. Cái gì? Tôi không mua. Nâu 50 đọc đi em. Nâu 50 cho Kim Yến. Rồi chút liền nha, con này là vàng 50 nha mấy bạn ơi, vàng 50 giùm em nha. Màu vàng 50. Trời ơi, tao nói có xinh quá không? Ê, màu vàng này mặc với lại quần jean tinh nhạt hoặc sinh động đều xinh mấy bạn. Mặc lên thấy nữ tính hẳn luôn mấy bà, nào mà hơi lớn lớn, kiểu lớn lớn mặc lên xinh. NT Cẩm Tú nhưng mà giờ bán lẻ rồi, NT Cẩm Tú có đâu. Ôi, xám giùm em 50 đi. Tao nói bán áo thun là tướng nhất. Đẹp, mấy bà ơi, vừa đẹp vừa cái form nó rất là xinh, mà cái vải nó rất là đẹp, mà cái giá nó lại rất là mềm nữa mấy bà. Thật sự em bao giá toàn quốc luôn, không ai mà bán áo mà rẻ bằng em luôn á. Nó thật sự rất là rẻ, mọi người mua hàng được ở cái like của em thì mọi người rất là may mắn. Mùa hôi thấy được em thì mọi người cho em xin một cái follow, để thật sự luôn á mọi người, để khi mà em like mọi người nhận được cái thông báo bay vô săn hàng tiếp nha mấy chị yêu ơi nha. Mình lên liền giùm em, con này là màu xám 50, xám 50 nha mấy bà ơi. Còn áo kiểu nhưng mà chắc chị ợt quá cục vàng ơi, tại vì giờ này cũng tối rồi cho mấy bạn về nữa. Rồi mình chốt liền giùm em con xám, mình comment bảo là xám 50 nha, xám 50 nha mấy bà ơi, xám 50 cho Kim Yến.
kiếm cho tôi một cặp nữa nghe, để tôi ngủ nè bà. Ok Khánh Di, ok. Ủa nhưng mà sao, nhưng mà để chứ chụp gửi hình cho cưng nha Khánh Di ơi, tại vì còn ngoài trước chạy shop. Khánh Di ok không, để chứ chụp hình chứ gửi cho ha. Ok rồi, ok để chứ chụp hình gửi cho nha Khánh Di. À nè gì thiệt đó, mua bảo hiểm lao động được rồi đó. Rồi, đến đây mọi người nha, có đơn nhắn tin cho em số nội địa chỉ nha mấy bà ơi nha. Mấy bà mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thật sự hồi sáng là La không có nổi, là giờ sáng tưởng như em bị lên huyết áp, hay là mỗi lần tưởng như em bị tụt huyết áp, hay là em lên máu gì á mọi người, mà vừa chóng mặt mà cái má nó hơi đỏ nữa, không có like được, nó rất là mệt, nên là sáng like ít lắm. Xả xíu nữa đi chơi hả, nhân viên chính họ nó không tới giờ nó về cục vàng ơi nha. Rồi mấy bà ơi, ngày mai nha, ngày mai em lại live tiếp nha mấy bà, ngày mai em lại live tiếp nha, ngày mai thì sẽ đi đơn. Ok Thị Thảo gửi em một cặp luôn nha, vậy là lấy ngẫu nhiên cho Thị Thảo nha, rồi in cái Thị Thảo cái để chứ lấy một cặp bỏ vô. Rồi rồi vậy nha mấy người, mọi người ngày mai em lại live tiếp nha mấy bà mọi người nha. Nói chung là bây giờ live không còn bán hàng nhiều nữa đâu, tại vì hàng giờ cũng không còn nhiều, nên live xả vui vui á, live vui vui thôi, chứ có đồ rồng bán đó hết hàng rồi, cuối năm rồi, bên em cũng sắp nghỉ Tết rồi, nên giờ có gì em live đó cho mấy bà nha. Ngày mai em hứa sẽ live áo Quảng Châu cho mấy bà săn để mặc Tết nha, mua nhiều thì mấy bà mua nha, chứ em không ép mấy bà mua đâu. Ngày mai em sẽ live cho mấy bà để mấy bà săn đủ đơn nha. Rồi mấy bà mọi người nha.